Amen. Cái lời Chúa Đức Trời con xin cảm ngài vì hãy cùng với tất cả anh chị em con cảm ngài vì tình yêu của ngài bao phủ chúng con xa để rồi Amen. mỗi đời sống con sẽ chúng con đều ngày càng yêu mấy ngày hơn cho chúng con ngày càng nhận biết được lẽ thật của Chúa sống cho nước trời sao chúng con mỗi ngày đều bày tỏ hình ảnh của Đấng Christ qua đời sống của mình sơ và khiến cho đời sống của mình như mấy gì giá trị đã học cho để rồi chúng con luôn trả giá và luôn tìm kiếm tất cả giá trị đó cho những giá trị yêu công lý nhân từ xương sống sự mềm mại ở sự dũng cảm sự kiên trì siêng năng và cái sự ghét những điều gian ác xạo và yêu những điều công bình sơ u cầu xin ngài hãy cùng với tất cả chị em con sơ rồi mỗi một chúng con đều lấy để sống mình mà ngợi khen ngài sao và cùng dân tất cả chúng con cho ngài cầu cùng bây giờ đức Chúa Jesus Amen. Lòng còn khiêm cung khi nhìn lên cha thánh, lòng còn yên vui trong tình yêu của Ngài. Mọi vinh hoa trên đời này, ôi sao vô nghĩa trong vinh quang thiên thượng. Lòng còn khiêm cung khi chờ mong ý Chúa và tâm linh con xin vâng theo. Trọn đời con chỉ để tôn thờ.
Chúng ta cùng nhau học thánh trong chân ngon đậm đà nó. Hôm nay cũng nguyện cho hôm nay gia đình mỗi dạ mà mọi người vô trẻ sao một sơ mình điều tiết chương trình hay là đợi chú trong khu vô chạy và tuần tao lại chưa hãy cảm tạ Chúa hôm nay mình cầu nguyện theo sách Khải Huyền chương 5 từ câu 8. Dạ, cho tới cửa. Chương 5 ạ. Dạ. Chương 5 hay là chương 7? Khi lấy sách 4 sinh vật và 24 trưởng lão, đúng không ạ? Dạ vâng, từ câu 5, chương 5, từ câu 8. Dạ.
Giờ thấy câu 14 luôn ạ. Em xin đọc trước. Khi lấy cuốn sách, bốn con sinh vật và 24 trưởng lão bèn sắp mình xuống trước mặt chiên con, mỗi kẻ cầm một cây đàn và những bình vàng đầy hương. Đó là những lời cầu nguyện của các thánh. Chúng hát một bài ca mới rằng: Ngài đã lấy quyển sách và mở những ấn ra, vì Ngài đã chịu giết lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta, những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Các bạn hiểu Mà. cùng nói có con này bản dịch khác rồi. Đoạn tôi nhìn xem nghe bốn bên ngôi và các sinh vật cùng các trưởng lão có tiếng của vô số thiên sứ hàng muôn hàng ngàn đồng nói lên một tiếng lớn rằng chiên con đã chịu chết, chịu giết, đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen. Tôi lại nghe mọi vật dựng lên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển, cùng mọi vật ở đó đều nói rằng: Chúa, chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng trên con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Làm. Rồi bốn con sinh vật đều Rồi. nói Amen và các trưởng lão sắp mình xuống mà thờ lại. Amen. Amen, cảm tạ Amen. Chúa. Dạ, trong đoạn kinh thánh này thì đang nói về trong bảy ấn mà trên con là chính Chúa Giêsu, Ngài mở và Ngài xứng đáng. Đây, trong đoạn này số 8, khi lấy sách bốn con sinh vật và 24 trưởng lão bèn sắp mình xuống trước mặt chiên con, mỗi kẻ cầm một cây đàn và những bình vàng đầy hương. Đó là những lời cầu nguyện của các thánh. Cảm tạ Chúa. Thì khi qua cái bài học của bài học tư duy chiến lược, ông đang có cái phần là hình dung tưởng tượng đó, suy nghĩ hay là bài đó em quên rồi, nó nằm ở tư duy phân tích và không hỏi Nam nhắc bài Có hết, có không nhớ vâng, là ở bài. dưới phân tích Dạ có vâng, hết. hai các em. Dạ vâng. Thì khi mà được học bài đó, mình đọc Kinh Thánh, mình giống như là được được Đức Thánh Linh này dẫn cho mình làm việc với tâm trí của mình nhiều hơn, tưởng tượng và dùng cái bài áp dụng vô trong bài học tư duy phân tích cũng như là tư duy chiến lược để mà mình được hình dung. Cảm tạ Chúa. Thì hình dung trên nước trời khi mà mình càng đến với lời của Ngài trong thần mà lòng mình hướng về cái mục đích lớn của mình, đó là vương quốc ngàn năm và cõi về đời và nước trời, thì khi đọc lời Chúa có được cái mối quan hệ với Ngài mà cảm tạ Chúa là đến với lời của Ngài rất là tuyệt vời, không phải là đến với chữ nghĩa nữa mà đến với Ngài để Ngài kết nối mình trong thần. Thần của mình là nơi mà mình được sinh lại, kết nối với Ngài khi mình đọc lời của Ngài là lời
hàng sống, thì Ngài đã dẫn dắt mình. Tuy nhiên mình vẫn biết là Chúa đã đem cả nước trời, vương quốc của Ngài ở trong lòng mình. Tại vì mình luôn để cái tâm trí là mình không phải áp dụng, giống như Phaolô ông nói là hãy hướng về nước trời đó. Thì qua những cái bài học vừa qua cũng như đã được thần mình được kết nối với Ngài, thì Ngài đã cho em có những cái mối quan hệ thật là em ngồi xét lại thì rất khác khác với năm ngoái thì hẳn rồi, nhưng mà so sánh từ tháng trước với tháng nay, so sánh tuần trước với tuần nay, so sánh ngày trước với là hôm nay, mỗi ngày được hoàn toàn mới, là bởi vì khi mình đến với Chúa, mình muốn đưa cả nước của Ngài thật sự ở trong lòng con không? Lòng của con có hướng về Ngài không? Thì những cái câu hỏi rồi những cái câu trả lời cũng như sự hình dung mà Chúa đưa mình vào trong cái tâm linh đó, thì cũng như là linh hồn để mà mình làm việc trong tâm trí, trong sự quyết định, ý chí, và nhất là cái sự ý chí, phần ý chí cũng như là cảm xúc Ngài đã quyện vào để đưa mình hướng về nước nước của Ngài, nước nước trời. Mà từ trước giờ mình hình dung nước trời nó rất là mơ hồ, chỉ có biết là thiên đàng thôi nhưng không biết là thiên đàng như thế nào. Tuy là có đến và đọc Kinh Thánh như vậy đấy, nhưng mà mình không có cái phần hình dung, nó tối tăm ngay cái phần đó, thì trong lòng mình cảm thấy thiếu thốn. Nhưng mà cảm tạ Chúa, Ngài vẫn biết được tấm lòng của mình, và Ngài đã mỗi ngày Ngài cho mình có cái thời gian cũng như mối quan hệ với Ngài càng sâu hơn, để mà dùng mình cũng cùng với Ngài để mà vận dụng những phần tâm trí để mà hướng về Ngài. Thì khi mà hướng về Ngài cùng với sự dạy dỗ của mục sư thì em cũng thấy được cái việc của bốn con sinh vật này và 24 trưởng lão, mình hình dung ra một thiên đàng. Ôi sao mà giống như là Chúa mở mở cái tầm mắt, tầm nhìn của mình ra, và trong thần Ngài đã cho mình nhìn thấy được cái sự uy nghi sáng chói cũng như là sự vâng phục và tôn kính đó. Tại vì mình đang học về cái phần văn hóa nước trời nữa, mình đang tập những cái hệ thống giá trị của nước của Ngài ở trong lòng của mình nữa, thì mình có thấy đây là mình học được cái phần. Trước khi thì mình nghĩ ồ, 24 trưởng lão thì 24 trưởng lão thôi, à có những cái nhân vật này ở trên thiên đàng. Nhưng khi mà mình được tâm linh dẫn dắt cũng như là tấm lòng khao khát, thì mình áp dụng vô trong cái đời sống của mình luôn. Đó là sự tôn kính ở trên trời như thế nào, mà con thì đang học được, con đang thực tập mà tập tành để mà đưa cái hệ thống giá trị vào trong cái cuộc sống của con, vào trong lòng của con, cũng như nhất là cái đức tính về tôn kính ở trong nước của Ngài như thế nào. Tạ Chúa. Và khi mình có cái mối quan hệ và được hình dung tưởng tượng bằng tâm trí của mình để kết nối với Ngài, kết nối với nước Ngài, thì trong cái lời cầu nguyện của mình cũng vậy, hoàn toàn khác với cầu nguyện theo cái kiểu tôn giáo hoặc là trước kia. Mỗi ngày cái mối quan hệ với Ngài, cái lời cầu nguyện của mình, thì ra Chúa muốn cho chúng con có một cái mối tương quan mật thiết với Chúa như vậy, chứ không phải là những cái lời cầu nguyện
xin xỏ hoặc cầu nguyện phù phép hay là cầu nguyện thật là tôn giáo nữa. Mối quan hệ của Chúa thật là khác hẳn. Thì lúc đó Ngài cũng tỏ bày và cái sự đáp lại cái tình yêu của Ngài với mình nó càng sâu sắc hơn. Và khi như vậy bắt đầu Ngài mới bày tỏ cho mình thấy được cái ý muốn của và thấy được cái phần các thánh trước trước trong cái đời sống của những người đi trước mình có một cái sự trả giá và cũng như là có một cái mối quan hệ với Chúa như thế nào. Thì cái Chúa cũng cho mình hình dung và tưởng tượng được các thánh đã những các sứ đồ đó đã phải trả giá và cũng là một cái mẫu gương để mà cho con tiếp tục để đi theo Chúa. Ngài đưa vào khi đọc lời của Ngài, lời hàng sống của Ngài, Ngài đưa vào cho mình thấy được cần áp dụng một cái ý áp dụng rất là cụ thể trong đời sống của mình luôn. Và rất là tuyệt vời khi được ở trong Ngài và Ngài dẫn dắt đi đến cho mình ở trong cái khung cảnh nước của Ngài như vậy. Thì Ngài cũng chỉ cho đây Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ chỉ vì trên mặt đất. Ồ, khi đọc tới đó mình bảo wow, Chúa ơi đúng rồi, một vương quốc ngàn năm ở trên đất này. Khi càng đọc thì Ngài chỉ dẫn cho thấy được là những điều Chúa khẳng định thêm cho đức tin và tấm lòng của mình cho cái nơi mà mình mục đích của mình đến. Và Ngài đã mỗi thì giống như mục sư nói tất cả các đời sống của mình ở đất này là một thao trường để cho mình tập sự tính cách của Ngài, tập sự cái cách thức của Ngài để mà mình đồng cai trị với Ngài. Ngài nhắc cho mình thấy được giá trị và cái chức phận của mình ở đây là vua, là ở trong Mercy of God, ở trong hội thánh của mình là cũng phải đào tạo nên những con người thầy là vua, là thầy tế lễ, là tiên tri, đó những con người mà Chúa muốn đào tạo ra những con người như vậy. Và mình là ở trong nước của Ngài. Cảm tạ Chúa, mỗi một ngày Chúa đều khẳng định ý muốn của Ngài và cho chính những con người tin nhận Chúa, những con người để mà làm mạnh, làm lớn lên và mỗi ngày ở trong đức tin, tình yêu của Ngài. Và nhất là hội thánh của chúng ta, mình cũng cảm nhận được điều đó. Đó là hoàng hậu sủng ái của Chúa, là mình phải có những cái trách nhiệm và mình đã mang DNA của Ngài. Thì đó là mình đã được ở trong Ngài rất là mạnh mỗi ngày để mà Chúa dạy dỗ cho anh chị em của chúng ta biết được cái vị trí của thầy tế lễ cho Chúa như thế nào, rất là cụ thể mà Ngài chỉ dẫn. Mình không còn có cái thời gian để mà không có cái thời gian để mà cho con người cũ lấn chiếm nữa. Đó là qua cái cách thức để mà mình làm lớn mạnh và gần gũi với Chúa, hình dung hướng về Ngài. Mình không cho phép con người khi mà mình cứ bước theo mà mặc lấy Đấng Christ cũng như là hướng tâm trí của mình làm việc với linh hồn với Ngài càng bao nhiêu thì
thì khi đó mình mới thấy được con người cũ nó không có cơ hội để mà nó sống sống là nó hoạt động mạnh đó, ở trong mình. Cảm tạ Chúa. Tại vì mỗi ngày mình càng làm việc với tâm trí của mình bao nhiêu thì mình mới thấy được cái chỗ đứng của mình thật là cao cao sang ở trong Chúa, và mình lãnh cái trách nhiệm và mạnh mẽ như vậy. Thì khi có những cái suy nghĩ hoặc là con người cũ nó có kiếm chuyện gì đi thì mình cũng đã đứng ở trong cái thế mạnh mẽ để mà mình đập nó cũng như loại trừ nó ra trong cái đời sống của mình. Tuy nhiên thầy nói là nó cũng là một cái vỏ, phải không ạ? Cái phải mang nó, nhưng mà nó rất là mỏng, mà nó là bị nó bị lột xác rồi, nó rất là mỏng, nó mỏng như tờ giấy để hiến, luôn luôn đóng nó và dán nó bằng tường. Nó mấy lần hiến cầu nguyện như vậy, không thể Chúa. Và Gioan tiếp tục ở đoạn 11, nghe ở đoạn tôi nhìn xem, nghe bốn bên ngôi và các sinh vật cùng các trưởng lão có tiếng của vô số thiên sứ hàng 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 muôn hàng ngàn đồng nói lên một tiếng lớn rằng: chiên con đã chịu giết đáng được quyền phép, giàu có khôn ngoan năng lực tôn quý vinh hiển và đáng ngợi khen. Cảm tạ Chúa. Thì một hình ảnh mà Chúa Giêsu ngài sống lại và ngài có thân thể mới. Thân thể mới đó ngài vẫn còn có nốt đinh, và như ngài cũng đã nói với các tông đồ: các con đụng vào thầy đi, thầy đây mà, thầy có xương bằng thịt, xương thịt đây mà. Thì đúng vậy, một thân thể mới, và cái điều mà mỗi ngày anh chị em của chúng ta đến với ngài và nhận được cơ nghiệp là chính ngài, nhận được cơ nghiệp là các dân các nước, và cũng nhận được chính mình là cơ nghiệp của ngài, là cái sứ mạng tiền định mà Chúa đã dành sẵn cho mỗi anh chị em của chúng ta. Chỉ có ở trong hội thánh mơ diệp đó mà như người thầy đã dạy dỗ cho chúng ta đây, để mình phải biết đời sống của mình rất là chân quý, không phải chỉ có một cái tương lai ăn gì uống gì mặc gì hoặc là tương lai ở đời này, nhưng mà mình cũng nghĩ tới ngày đã cho mình có những cái bản vẽ tương lai đời sau là ở trong vương quốc của ngài và cõi đời đời nữa, mà mình lập trình rất là cụ thể trong đời sống hiện nay và trong thời gian mình còn đang sống ở trong thân thể này. Thì khi mình nghĩ tới trong thân thể này có những cái khó khăn, có những thử thách, thì hoặc là có những cái nan đề gì đó, thì Chúa đều cho mình liên tưởng và hình dung liền là cái thân thể này. Chúa hứa là Chúa đã cho con có một thân thể mới như ngài khi mà ngài sống lại. Cảm tạ Chúa, ngài cứ liên tục để mà dẫn mình đi, đến khi mình đến với ngài trong đời hàng sống thì có những câu hỏi gì thì mình hỏi Chúa, thì trong tâm tình đó, trong thần thì ngài đều dẫn dắt, và cũng như là những cái câu trả lời của ngài, và để Amen. ngài tiếp tục dẫn mình đi. Thì cảm tạ Chúa khi mà ở trong Chúa Giêsu, trong một đời, trong cái quá trình mình ở đất này, là Chúa đang tập cho mình có cái tính cách, bởi vì chỉ có cái bản tính của Chúa, tính cách của ngài và những cái đức tính của ngài với theo mình để đi thẳng vào vương quốc ngàn năm và cõi đời đời thôi. Còn tất cả những cái giá trị của thế gian này đều bị cháy rụi
Vì cảm tạ Chúa ở trong Chúa Giêsu mình có rất là nhiều điểm lợi, mà có rất nhiều hội thánh không dạy cái điểm đó, mà trong hội thánh của chúng ta đã được dạy, mình được đồng đi với Chúa, được chính Chúa Giêsu thế chỗ cho mình qua những sách mà mình được đọc, và Chúa Giêsu mình chưa hề biết đó, thì đây là chiên con Chúa Giêsu đã chịu chết, đáng được quyền phép giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý. Thì mình, đây là ngày cho mình biết được rằng thân thể này con tận dụng hết tất cả để mà trong sự khôn ngoan của Ngài, trong năng lực là quyền năng mà mình từng vừa rồi mình cũng được mục sư chỉ dẫn cho mình về năng quyền, thẩm quyền đó. Và mình lấy hết tất cả ở trên trời này nè, đó những điều mà khôn ngoan từ Ngài, từ Chúa Giêsu, thì mình được được đánh đồng với Ngài mà đồng đi với Chúa. Giống như vừa rồi Nam nói là có những cái ngôn từ rất là mới, và đúng là như vậy, mới, nhưng mình cũng mình sống với cái cách thức mà Chúa đã ban cho thì rất là cụ thể. Cảm tạ Chúa, khi em nghĩ tới điều đó em thấy được rằng có một lối thoát cho con người. Tại vì rất là nhiều khi cơ đốc nhân hiện nay đi theo Chúa mà bị rơi vào những cái đời sống thật là bế tắc, không biết giải quyết nan đề của mình nữa, và không có một cái hướng để mà hướng thượng, hướng về nước trời như thế nào, chỉ biết là có sự sống đời đời thôi, ở trong thành ngoài thành hay là ở xa xôi ở đâu đó, thì chỉ biết như vậy thôi, chứ không biết được rằng còn ở trong cái thân thể này để mà bằng mọi giá, bằng mọi cách, hoặc là có một cái giáo lý cũng như những nhà lãnh đạo để mà giúp cho chiên cũng như là dân của Chúa, cơ đốc nhân, để mà đạt tới cái điều mà chính Chúa muốn cho những người tin Chúa lớn lên trưởng thành và được toàn quyền để mà sử dụng những gì Chúa Giêsu có, thì mình đều có, bởi vì đó là quy tắc của Ngài rồi, những gì Cha có đều là của con. Cái phần của con là phần làm sao mình có được cái mối quan hệ với Ngài thôi, để mà mình được chiếm đoạt, mình được 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 lãnh hết cái phần của mình mà của Cha trao ban. Đó là rất là nhiều, bởi vì trong Chúa Giêsu có Ngài trao ban hết. Như Chúa Cha, Ngài không tiếc điều gì, ngay chính con một của Ngài cũng đã trao ban rồi, thì trong Chúa Giêsu có sự vinh hiển của Ngài, có bản tính của Ngài, tính cách, quyền lực, năng quyền của Ngài và sự dạy dỗ của Ngài đầy hết đó. Thì khi mà sống ở trong thân thể này mà mình đã nhận biết Chúa ngày càng hơn, thì mình cũng nhận biết được rằng mình giống Ngài, giống Ngài và quản trị, và giống Ngài đó là giống những cái đức tính của Chúa sau khi mình được sinh lại tâm linh và có linh hồn sống trong thân thể này. Mình tận dụng tất cả ba phần để mà đi đi có những cái mục có những cái mục tiêu, những cái hoạch định rất là rõ ràng, và cái bức tranh của mình cũng đã có toàn cảnh, bức tranh toàn cảnh ba phần quy chiếu hết, là trời mới, đất mới, rồi trong vương quốc ngàn năm, và quy chiếu trong đời sống hiện tại này để mà sống, cũng như là để mà có một cái động cơ, cũng như có một tình yêu, một mối quan hệ như Cha với con, mà Ngài tỏ bày mối quan hệ như là với Chúa là bạn hữu của mình, để mà Ngài tỏ bày những cái bí mật của Ngài cho mình, và mình luôn tiếp tục để mà có một cái mối quan hệ. Chúa Giêsu là người bậc thầy thì cao cả mà dạy dỗ cho mình, mà tuyệt vời hơn nữa là Ngài cho mình có mối quan hệ như nàng dâu, người vợ với chồng. Cảm tạ Chúa, thì khi mình có một mối quan hệ đó với Ngài thì mình rất là trân quý và tận dụng những cái thân thể này để mà đặt để Ngài đứng
là Chúa, là Chúa, là chủ của con, và mình trung thành trong cái vai trò là tôi tớ nữa. Mình sẽ không quên cái chức vị mà Chúa đặt để khi mình tương giao với Chúa. Ngài là Chúa, là gì của mình thì phần của mình cũng là đúng cái chức phận của mình, để mà mình đáp trả lại cái tình yêu của Ngài. Ngay cả là tôi tớ là thực hiện và hầu việc Chúa, và phải trung thành trung tín từ việc nhỏ cho tới việc lớn. Ngài dạy mình rất là tỉ mỉ qua cái đời sống mà của anh chị em của chúng ta, được Ngài sinh trưởng lại, tái sinh mình trong dòng chảy tin mừng nước trời. Cảm tạ Chúa. Và có một đời sống như vậy thì chắc chắn mình sẽ bày tỏ Ngài ra, bày tỏ sự vinh hiển của Ngài ra, bày tỏ chính Ngài, nước của Ngài. Hôm nay mình cầu nguyện cho đời sống hôn nhân. Khi nói tới đời sống hôn nhân thì đây cũng là một cái mục vụ để trong hội thánh Mercy of God mình dạy dỗ về hôn nhân. Cần có một cái mối quan hệ với Chúa. Và khi trong đoạn này mình cũng biết tận dụng cái đời sống hiện tại của mình để mà mình đoạt lấy cái cơ nghiệp. Cũng như là hôm nay mình cầu nguyện cho các nhu cầu. Hôm nay Hiến Nam với Mục Sư có nhu cầu gì mình trong lời cầu nguyện luôn ạ? Đã có nhu cầu. Ơn Chúa. Nhu cầu về đời sống hiện tại con đang ở nhà em Nam, cầu nguyện cho người thân của gia đình em Nam gia đình em Nam, nhất là biết ơn Chúa, biết ơn những người thân trong gia đình em Nam luôn chăm sóc, luôn làm việc tốt. Cầu nguyện thì xin Chúa nhận lời cầu nguyện của mình, biết ơn của mình đến với họ để họ nhận được tin lành vương quốc của Chúa, điều là cao quý nhất trong trật tự của Ngài. Ơn Chúa. Và có cầu nguyện để cho những người thân họ biết cái giá trị tin lành vương quốc của Chúa ấy. Và khi mà họ tiếp một đấng tiên tri thì sẽ nhận phần thưởng tiên tri, họ tiếp rước Chúa thì họ được phần thưởng của Chúa. Vậy bởi vì sự nhận biết của Chúa rất là quan trọng. Chúa. Amen. Nam có yêu cầu gì không? Trưởng thành, trưởng thành, trưởng thành, em Nam trưởng thành. Cho giấy tờ cho cụ Nam Hiến như cho cụ thầy. À, bữa trước chị kia nhắn tin cho con kêu là ở yêu cầu con hỏi con là có gì? làm bài kiểm tra tiếng Anh được không? Cái có cái đường link của cái web kia, con kết vô con làm chút mà khó. Cái kêu là chắc là phải cần thời gian để con phụ tập mà không không, không. Nên con nghĩ là chắc
dành khoảng hai tuần hay ba tuần mình luyện lại, rồi mình thi, nếu mà được thì mình đấu học trung tâm thì bao thử có cách nào chọn cái trường hay không. Ý là tiêu chuẩn nó thấp hơn, không biết là họ cái trường đó họ cần tiếng Anh bao nhiêu là như vậy. Họ họ có đưa đề tài cho mình mà phải không? Có đưa không? Thì cái đó là cái nói chung là tiếng Anh thì nó bài kiểm tra tiếng Anh thì nó cũng giống nhau hết rồi. Nó cũng thuộc cơ bản, nó dạng dạng nó giống nhau hết, các từ ngữ từ vựng rồi các phần đọc viết nói của nó nghe để con coi con Ok. làm được không. Hồi xưa con đặt mục tiêu là con thi chương trình IELTS mà lúc đó con chưa làm hoàn thành được. Ân điển cho hành chuyện đấy. Dạ em điện nhé, Cái em gì điện nữa? toàn thầy xem. Về giấy tờ nó xong phần đấy để mà khi mà sang được Ukraine, à, khi nó sang được Hoa Kỳ thì nó sẽ khai phóng ra cái sứ điệp mà mình cần nói với các hội thánh trên thế giới đấy về Ukraine Dạ vâng. ra, để càng khai phóng ra nhiều thì các hội thánh sẽ còn nhận biết được để mà thay đổi bằng tiếng Nga ấy. Hiện tại là các hội thánh vẫn chưa biết đâu, ngay cả hội thánh đại sứ quán nước trời mình chưa biết hết đâu. Mình phải khai phóng ra trong cái môi trường có tiếng Nga, dịch ra tiếng Anh nữa, hiểu họ biết thế để hội thánh biết dần, là tại vì mình nhớ là bây giờ mình là dòng chảy mới mà, amen anh chị em, chảy Mercy của Chúa Trời để làm mới lại các hội thánh của Chúa trong công vụ chất ship của Ngài đấy, vẫn trong công vụ chất ship mà Chúa dùng qua Sunday thôi, nhưng mà lúc ấy bằng cái dòng chảy mới, tại vì cái cũ ấy nó đã bị tắc rồi, nên Chúa dùng cái mới mạnh hơn để thông thoáng. Đấy, như vậy Dạ, cảm tạ Chúa. Em xin nhận lời cầu nguyện. Ô lạy Cha dấu yêu cho chúng con cảm tạ Cha, tình yêu của Ngài cho chúng con ở trong Đấng Christ Jesus ấy, tất cả rồi Cha. Tất cả Cha trao ban cho chúng con trong Chúa Giêsu. Trong Chúa Giêsu chúng con được đầy rẫy những sự giàu sang của Ngài, để chúng con nhận được một cơ nghiệp lớn lao là chính Ngài. Và mỗi ngày chúng con dùng cả tâm linh, linh hồn, thân thể của chúng con để đón nhận một cơ nghiệp lớn lao là Ngài. Và chúng con nhận được một cơ nghiệp nữa là từ dòng chảy Ngài đã đặt để cho chúng con là Hoàng hậu sủng ái, là dòng chảy của Ngài, dòng chảy nước của Ngài, nước trời chảy ở trong Mercy of God, là lòng thương xót của Ngài chảy đến chúng con và qua chúng con nữa. Một cơ nghiệp thật là lớn lao, Chúa ơi. Chúng con cảm tạ Chúa. Ngày hôm nay chúng con cầu nguyện và cảm tạ Chúa, biết ơn Ngài đã cho chúng con nhận được cơ nghiệp của chúng con, và chúng con phải làm lớn mạnh cái cơ nghiệp đó nữa để cho dân nước và các hội thánh của Ngài cũng nhận được cơ nghiệp như chúng con đây. Và chúng con cảm tạ Chúa. Ở trong Chúa Giêsu chúng con nhận được sự khôn sáng của Ngài, nhận được sự vinh hiển của Ngài, nhận được sự giàu sang khôn ngoan phong phú mà Ngài ở trong Ngài muốn cho chúng con. Và chúng con cùng với Đức Thánh Linh để mà học với Chúa Giêsu, được sự dạy dỗ của Chúa Giêsu, được Chúa Giêsu Ngài huấn luyện và tất cả những sự khôn ngoan, sự thông sáng của Chúa Giêsu có để cho chúng con được đánh đồng với Ngài. Chúng con làm việc với ý con người của chúng con, làm việc với bản thân để chúng con giữ chặt cơ nghiệp của chúng con không thể buộc mất được Chúa ạ. Chúng con cảm tạ Chúa và cho chúng con
sống có một cái mối quan hệ với Chúa mỗi ngày càng hơn, được tương giao với Ngài. Điều mà con rất là vui mừng bởi vì con đã có được mối quan hệ được như cha. Cha là Đức Chúa Trời hằng sống, Ngài đã yêu con, và mỗi ngày đây con cùng với Đức Thánh Linh để cho chúng con nhìn thấy Chúa Giêsu, mẫu gương của Chúa Giêsu phận làm con như thế nào, để cho chúng con nhìn thấy Chúa Giêsu, chúng con học cách làm con như vậy, Chúa ạ, để tình cha con mỗi ngày càng được nguyện vào nhau, được như con cũng phải biết vâng lời Ngài, con làm việc ở trong ý chí của chúng con, để cho dù như thế nào con vẫn quyết định là con được ở trong Ngài. Cảm tạ Chúa cho con được có mối quan hệ với Ngài ngày càng mật thiết hơn. Con biết phận của chúng con là tôi tớ, để chúng con hoàn tất những cái công việc mà Ngài trao ban cho chúng con, trung tín trong từ việc nhỏ, nữ Chúa ạ, và Ngài nâng cho chúng con, cho chúng con là bạn hữu. Ngài nói Ngài không chỉ để gọi chúng con là tôi tớ, nhưng Ngài nâng chúng con lên là cả bạn hữu của Ngài. Trong tình bạn hữu, Ngài tỏ bày cho chúng con nhiều những chi tiết mà Ngài muốn cho chúng con có được để mà thực hiện ý muốn của Ngài, là nước của Ngài phải được lan ra khắp đất. Khi chúng con đến và tương giao với Ngài trong mối quan hệ được mà bạn hữu và như người anh, Ngài đã yêu thương và chăm sóc chúng con, và hơn nữa Ngài thì gọi chúng con là hoàng hậu sủng ái của Ngài. Trách nhiệm của chúng con cần phải lãnh. Chúa ơi, mỗi ngày đây chúng con, đời sống của chúng con có những nhu cầu, những nhu cầu mà chúng con, tất cả những nhu cầu đó để mà giúp cho chúng con càng có mối quan hệ mật thiết với Ngài càng hơn. Nếu chúng con không yêu Ngài thì Ngài làm sao tỏ cho chúng con những bí mật mà mắt chúng con chưa hề thấy, tai chúng con chưa hề nghe, lòng của chúng con chưa hề nghĩ tới, mà những điều đó Ngài chỉ tỏ ra cho những người yêu mến Ngài mà thôi. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa, nhu cầu của chúng con là cần được yêu mến Ngài, cần được có những cái bản tính và sống một đời sống ở trong văn hóa nước của Ngài, đó là sự tôn kính. Và chúng con cũng cầu nguyện cho đức tính tôn kính ở trong từng anh chị em của chúng con, nhưng mà đặc biệt em Hiến hôm nay thì cầu nguyện cho cái tấm lòng tôn kính ở trong Hiến ngày càng bày tỏ, nói ra ngày càng hơn đến với những người lân cận trong gia đình của em Nam, để và cũng như qua tấm lòng mà em Hiến bày tỏ Chúa ra, thì ánh sáng của Chúa, sự sống của Chúa và những giá trị, hệ thống giá trị nước của Ngài ở trong Hiến, trong Nam được bày tỏ cho gia đình người thân của Nam để nhận thấy được những và trân quý những gì của Chúa đó ở trong những con người mà Chúa đã đào tạo, đó là Nam Hiến. Chúa ơi, nên ánh sáng của Ngài, sức nóng của Ngài, lửa của Ngài chiếu rọi vào từng người trong gia đình của em Nam, từ mẹ, anh chị em, các cháu, để nhận được dòng chảy lòng thương xót của Ngài. Chúa ạ, chúng con cảm tạ Chúa. Chúng con cũng cầu nguyện khi chúng con nói tới mối quan hệ với Chúa, thì chúng con có nghĩ tới cái mục vụ hôn nhân và cả hôn nhân của chúng con, để làm một những thao trường để cho chúng con sống được hướng về vương quốc của Ngài, Chúa ạ. Dạy dỗ cho chúng con có mối quan hệ hôn nhân với Ngài. Khi chúng con có một mối quan hệ hôn nhân với Chúa, được tương giao với Chúa như Chúa đã xưng chúng con là nàng dâu của Ngài và Ngài là chàng rể,
thì chắc chắn tình yêu của Ngài phủ lấp đầy tràn trong đời sống hôn nhân của chúng con, để mà cho chúng con vượt qua tất cả những cái khó khăn, thử thách mà chúng con dám trả giá cho người chồng của chúng con. Và tất cả đời sống của chúng con mỗi ngày đây là một thao trường để cho chúng con đạt được mục đích của chúng con là được sống với Ngài, được đồng trị với Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con được nhìn thấy được sự uy nghi, được sự tôn kính của Ngài ở trong vương quốc của Ngài với 24 trưởng lão và các thiên sứ cũng như là các thánh đồ trong cái mối quan hệ tương giao với Ngài. Và Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa. Ngài nói, Ngài cho chúng con một thân thể mới. Và thân thể mới Ngài đã bày tỏ cho các sứ đồ, và các sứ đồ cũng đã được đụng chạm vào thân thể mới của Chúa rồi. Ngài xứng đáng thi hành những cái công việc của Cha vào những thời kỳ cuối cùng, để Ngài mở bẫy ấn. Và trong thời gian này là chúng con đang chuẩn bị áo cưới, để chuẩn bị tin mừng nước trời phải được lan ra, và tất cả những bí mật mà Ngài bày tỏ cho hội thánh là chúng con đây, cho nàng dâu của chúng con đây, chúng con cũng phải bày tỏ ra những ý muốn của Ngài và thực hiện những cái ý muốn của Ngài cho khắp thân thể của Chúa, chi thể của Chúa nhận được cơ nghiệp của mình là chính Ngài, đi một cách rất là cụ thể mà Ngài đã dạy dỗ cho hội thánh của chúng con một dòng chảy mới để thực hiện ý muốn của Ngài chờ cho cái ngày mà ngày Chúa Giêsu ngày trở lại. Và chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con cũng biết cách thức để mà có được các dân các nước về cho Ngài, đoạt được các dân các nước về cho Ngài. Thì Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con được trở về lại vị trí ban đầu đó là được giống Chúa và quản trị với Ngài. Mỗi ngày đây chúng con biết quản trị tấm lòng của chúng con, quản trị cơ nghiệp của chúng con, quản trị các dân và nước mà Ngài bày tỏ cho chúng con mỗi ngày được sáng ra hơn. Và Ngài đã cho chúng con bản vẽ, chúng con cũng phải được có một cái mối quan hệ với Ngài để luôn hướng tấm lòng của chúng con về bức tranh toàn cảnh mà Ngài đã vẽ cho chúng con. Thì khi chúng con biết làm việc với bản thân của chúng con, một con người mới có tâm linh được sinh lại, có linh hồn mà chúng con biết làm việc, và thân thể này là khí cụ cho Ngài, thì khi chúng con có một đời sống tương quan với Chúa, mật thiết với Ngài như vậy, thì chắc chắn con người cũ không kiếm chuyện được với chúng con. Chúng con mỗi ngày để làm mới, làm mạnh con người mới mà Chúa đã cho chúng con trở về lại vị trí ban đầu là giống Ngài và cai quản. Chúng con cảm tạ Chúa bởi vì Ngài thì cho chúng con thấy được hình ảnh của Ngài qua sự Giáng sinh, Ngài sống lại, Ngài đang ngự bên hữu của Chúa Cha, qua cái sự trả giá của Chúa, qua sự vâng lời của Chúa. Chúng con cũng nhìn thấy Chúa là mẫu gương làm con, để mà cho chúng con cũng bắt chước Ngài để mà xứng đáng với chức phận mà Ngài đã ban cho chúng con, đó là được đồng hình đồng dạng với Ngài, là vua, là thầy tư tế, để mà đồng trị với Chúa ở trên đất này trong vương quốc ngàn năm và cõi đời đời. Chúng con cảm tạ Chúa đời sống của chúng con mỗi ngày đây, để chúng con bày tỏ Ngài ra và khẳng định vương quốc của Ngài không những ở trên đất này mà ở chúng con và cả khắp cùng cõi sáng tạo nữa. Chúa, chúng con cảm tạ Chúa dẫn dắt chúng con và chỉ dẫn cho chúng con để chúng con mang DNA của Ngài đi khắp vào những chi thể, các thân thể đấy, của Chúa là biến đổi hội thánh toàn cầu và chuẩn bị cho nàng dâu được trưởng thành để xứng đáng cho Chúa, nữa Chúa ạ. Và những tài nguyên mà Chúa ban cho chúng con để mà cho chúng con bước vào cái công việc của chúng con, đó là công nghệ làm người, và chúng con còn phải
quản lý và phân phát nhiều sự mầu nhiệm của Chúa ở trong nước của Ngài nữa, để chúng con bày tỏ Chúa Giêsu ra cho mọi người nữa Chúa ạ. Mà chúng con phải bày tỏ Chúa Giêsu ra mà một cách trọn vẹn để trước mặt Chúa Cha khi chúng con trở về với Ngài nữa. Chúng con cảm tạ Chúa đã xưng chúng con là hoàng hậu sủng ái của Ngài, ở trong thân thể của Ngài chúng con mang DNA của Ngài, và chúng con những điều mà Chúa cần, Chúa mong muốn ở nơi chúng con thì chúng con chỉ biết vâng lời và thực hiện làm theo ý muốn của Ngài, bởi ý không phải bởi sức của chúng con, nhưng bởi tình yêu của Ngài, bởi Đức Thánh Linh của Ngài, và dẫn dắt chúng con, làm cho đội quân đặc nhiệm của chúng con ngày càng lớn mạnh và thực hiện ý muốn của Ngài. Và xin Ngài cũng ban độ tràn đầy ân điển học hành xuống cho em Nam, mà không phải chỉ em Nam nữa, mà chúng con cũng cần từng anh chị em của chúng con cần nữa. Chú là anh chị Trung Chi, em Thủy, con và Hiến trong đội quân đặc nhiệm này. Chú ơi, và ân điển học hành Chúa cũng ban cho anh Hậu có ân điển học hành để mà anh có biết làm việc với con người của anh, là tác phẩm mà Chúa đã dựng nên anh, cũng như chúng con nhìn thấy biết bao nhiêu những con người để con nhìn thấy đó là cơ nghiệp của chúng con. Chúng con có dòng chảy Mercy of God, đó là lòng thương xót của Chúa đã đổ xuống trên chúng con, thì qua chúng con cũng đến với các dân các nước là cơ nghiệp của chúng con nữa. Chưa, chúng con cũng cầu nguyện cho giấy tờ của em Nam em Hiến, và đặc biệt là giấy tờ của người thầy của con đây, người mục sư đã chăm sóc linh hồn của chúng con, biết bao nhiêu những điều bí mật mà Chúa cần ông để triển khai ra trong hội thánh của Ngài, thì vào những thời kỳ cuối này Chúa ạ. Chúa ơi, xin trong trong dòng chảy với lòng thương xót của Ngài, Ngài dẫn dắt ông cũng như Nam Hiến để mà ở trong đến đất nước Mỹ này, để cho chúng con cùng nhau học và cùng cho cùng nhau học hành, cùng nhau nhận được những cái sâu nghiệm của Ngài, và Ngài chuẩn bị cho đội quân đặc nhiệm này của chúng con. Và khi Ngài sai phái chúng con, bất cứ chúng con đi tới đâu, chúng con cũng đến về Việt Nam, và bất cứ ở nơi đâu Chúa đã trang bị và huấn luyện cho chúng con sẵn sàng một cách đầy đủ hết rồi. Chúng con cảm tạ Chúa cho đời sống của chúng con, có Ngài là cơ nghiệp và có nhau là cơ nghiệp, và cơ nghiệp của chúng con nữa là dân mà nước. Chúng con khi nghĩ tới dân nước, chúng con hướng về dân tộc Việt Nam của chúng con nữa Chúa ơi. Và chắc chắn mọi ngôn ngữ, trong đó có ngôn ngữ tiếng Việt, được cùng đồng trị, được cùng với Chúa ở trong vương quốc ngàn năm, để mà chúng con cùng cai trị với Ngài. Chúng con biết ơn Ngài nhiều lắm với tình yêu của Ngài đã dành cho chúng con, và cho chúng con có một đời sống biết tôn kính Ngài, sống trong văn hóa nước của Ngài ngay ở trên đất này. Chúng con cảm tạ tình yêu trong danh Chúa Cha, Chúa Giêsu và Đức Thánh Linh. Amen. 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 Lạy Chúa, cảm ơn Pastor Hoài Hương, lạy ơn Chúa. Cảm tạ Chúa. Amen. Mặc dù đó là thực sự là Pastor còn dễ ngay trong đây nữa nào. Em Thủy nợ bài kiểm tra, nợ bài giảng, lâu rồi không thấy xuất hiện. Nào, mua cười. Em Thủy ơi, có nghe thấy không em Thủy ơi? Để chia sẻ cậu vậy được không? Đang cho cháu xin ngủ bố cho nghe hôm nay đi. Ôi, hôm bao nhiêu ngày hôm sợ bố cho nghe hôm nay được không? Anh ơi, anh Cho đi nghe tiếp như mọi tục hôm. đi, cho nghe Vâng, đi. tiếp tục đi. Vâng, thế nào Hiến đi. Yeah. Đấy là cho nghe như mọi hôm chứ không phải cho nghe như hôm nay.
Đấy Ừ. là ông đều nói riêng ông này là thôi Chúa. tôi còn quen tạ ơn Chúa. Cảm ơn bố. Nam Hiến chia sẻ đi. Cảm ơn Pastor Hương. Ôi, Nói dạng dài quá, khô cả cổ. Mời Nam Hiến, mời mời mục sư. Làm việc có gì chia sẻ không? Là như thế này. Mở sách ấn Amen. Cảm ơn Chúa. Hôm nay cầu nguyện gia đình, hôn nhân mục sư của mình là như người cha của mình, người cha của mình, như người cha của mình. Cảm ơn Chúa, hình ảnh của Chúa mở mở sách ấn. Cảm ơn Chúa, Ngài thật tuyệt vời. Nói về Chúa Giêsu thì muốn là không có cái điều gì có thể viết hết được cái danh của Ngài, bản chất của Ngài. Chúa, tất cả những điều mà Chúa hành động trên người cha thuộc linh của mình, tất cả những cái ấn mà Chúa đã mở ra, cái sách mà Chúa đã mở ra. Ngày xưa kia mình đâu có thể nào biết được mình là ai, nhưng mà Chúa đã mở ra cho mình những cái con đường của Ngài, những cái bài học như cô Hương lúc nêu về công nghệ làm người, rồi là các bài là tính cách làm việc với bản thân của mình. Tất cả mọi thứ đều từ cái giá trị của Chúa hết, đều là người cha sinh ra mình hết. Cảm ơn Chúa, cảm ơn người lãnh đạo của chúng con là cha Nguyễn Mạnh Cường. Xưng Đủ đủ tên, nói đủ đủ tên. xưng là đầy đủ thì danh danh của Chúa mới được tôn cao thêm hơn. Amen. Cảm ơn Chúa. Đây, nay sẽ cầu nguyện cho giá trị hôn nhân trong gia đình, trong đoạn kinh thánh. Ơn Chúa. Và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta là còn là nước, nước của Ngài, nước trời. Ta còn là nước của Chúa. Chúng ta phải biết là cái bản biết mình là ai đấy. À, mình là cái nguồn nước, mạch mạch nước sống. Nếu mà ai đó mà họ chịu đào bới tìm kiếm mình thì họ sẽ nhận được cái mạch nước đó, họ sẽ nhận được cái ân phước cũng như mình vậy. Đào bới Chúa, đào bới cái sứ nghiệp của Chúa cho người mục sư của mình nhận được cái cơ nghiệp và từ việc đào bới mình tìm kiếm cái mạch nước, cái nguồn sống của Chúa ở trong người thầy giáo của mình. Nên là mình theo Chúa là mình phải biết được cái mong muốn của người lãnh đạo của mình, biết ông suy nghĩ gì, sở thích gì, ý muốn gì, hành động theo. Cảm ơn Chúa. Ông và thầy tế lễ của Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời đó. Đó. Mà cái người viết ra Kinh Thánh cũng mong muốn là mà mình trở nên Kinh Thánh nó trở nên của mình. Cảm ơn Chúa. Và người thầy của mình cũng vậy, mong muốn là nó để lại cho con cái của mình làm ra cái điều gì đó, nó để lại cho con cái của mình những người mà kế tự của Ngài. Ông muốn là chúng ta là những người kế tự của ông trong mọi công việc, hành động, ý tưởng, vì ông biết cái điều mà ông làm nó rất là tốt lành, rất là tuyệt vời, nó rèn tập mình trong sự công bình, trong sự thánh khiết của Chúa. Còn mối quan hệ với Chúa thật là mật thiết. Chúng ta không thể nào mà giảng theo theo con người cũ được, chúng ta giảng theo cái con người mới, con người từ bên trong mình xuất phát ra. Lời của Chúa là nó phải trở nên thành thực tế, thành thực tiễn trong đời sống của mình, rèn tập mình trong bản chất của Chúa.
Cảm ơn Chúa. Amen. Amen. Mà Chúa sẽ Cảm nên ơn bài cầu nguyện. Chúa. Amen. Chúa ơi, khi nói về sách Khải Huyền thì chúng con nhìn thấy cuộc đời của Ngài đang mong muốn chúng con được được vinh quang Chúa ạ, trong nước của Ngài Chúa ạ. Chúng con cảm ơn Chúa. Khi đọc sách Khải Huyền Chúa ạ, chúng con nhìn thấy tất cả những cái sự bất công quá khứ nó bị trôi qua hết Chúa ạ. Tất cả những sự đau khổ đau thương của nhân loại nó không còn nữa Chúa ạ. Tất cả mọi thứ đau khổ đó ở dưới trời nó sẽ bị phải diệt hết Chúa ạ. Chúng con những người ở trên trời Chúa ạ, đọc sách Khải Huyền chúng con thấy bao cuộc đời của mình ở trên trời Chúa ạ. Chúng con nhìn thấy sự vinh quang của Ngài, chúng con nhìn thấy sự sáng của Ngài Chúa ạ, sự sống của Ngài. Chúng con nhìn tất cả các muôn vật phục dưới chân Chúa, ngợi khen tôn quý Ngài Chúa ạ, trong mọi lĩnh vực Chúa ạ, đều thấy sáng danh Chúa. Chúng con nhìn khi đọc sách Khải Huyền chúng con nhìn thấy chúng con ở các hành tinh, các ngôi sao Chúa ạ, những nơi mà Chúa ạ, con người không hề nghĩ đến nó tuyệt vời như nào Chúa ạ. Đọc sách Khải Huyền chúng con thấy ôi Chúa ơi, muôn vàn thiên sứ Chúa ạ, đứng ở vị trí mà Chúa ơi, trật tự của Ngài được ngợi khen Chúa ơi. Chúng con cảm tạ Chúa rất là nhiều Chúa ạ. Chúng con biết ơn Ngài rất là nhiều. Chúng con biết ơn người thầy giáo của chúng con Chúa ạ. Chúng con cảm tạ ơn tất cả những điều mà người thầy giáo của chúng con dạy dỗ cho cuộc đời của chúng con Chúa ạ. Chúng con cảm ơn tất cả mọi điều mà ông đã làm cho đời sống của chúng con. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện bằng tấm lòng của mình, bằng thực tế của mình Chúa ạ. Chúng con mong muốn người thầy giáo của mình làm công việc của Chúa lớn thêm hơn Chúa ạ. Chúng con cầu nguyện cho người thầy giáo của chúng con, nhu cầu của người thầy giáo của chúng con được xử lý một cách êm đềm Chúa ạ. Chúng con biết Chúa ạ, khôn ngoan của Chúa đã dẫn dắt cuộc đời của người thầy giáo của chúng con, và con cầu nguyện cho tất cả những cái giấy tờ, tất cả những cái phương tiện nó phải phục dưới bệ chân của người thầy giáo của chúng con Chúa ạ. Vâng Chúa ơi, chúng con cầu nguyện cho tất cả Babylon nó cản trở Chúa ạ. Ngài cho chúng con biết ma quỷ nó là kẻ thất bại, nó chỉ là kẻ lừa dối, và nó thất bại, nó không còn cái đời sống của nó nữa Chúa ạ. Nó là kẻ thất bại, ngày của nó gần tận rồi Chúa ạ. Nhưng có cái con người cứng lòng là cái con người Babylon Chúa ạ, cản trở công việc của Chúa mà không cho người thầy giáo của chúng con làm giấy tờ một cách 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 làm giấy tờ nó phải phục dưới người thầy giáo của chúng con Chúa ạ. Thì chúng con cầu nguyện đập nát tất cả những cái Babylon con người, nhân linh con người đó Chúa ạ. Chúng con đập nát tất cả những cái điều đó Chúa ạ, bởi ân điển của Chúa cao hơn luật pháp Chúa ạ, vì ân điển của Chúa ở trên luật pháp của thế gian này Chúa ạ. Chúng con cầu nguyện Chúa đập nát tất cả những cái ý tưởng nào đó mà không chịu làm cái giấy tờ cho người thầy giáo của chúng con và cho đời sống của chúng con, thì chúng con đập nát tan tất cả những cái ý tưởng, những cái con người đó Chúa ạ. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con tin rằng Chúa ạ, chúng con làm điều đó là theo ý muốn của Ngài Chúa ạ. Chúng con tin rằng Chúa ơi, chúng con yêu họ Chúa ạ, chúng con yêu linh hồn của họ, chúng con mong muốn linh hồn của họ sẽ vâng phục Chúa, tiếp nhận thần linh của Chúa là nguồn sự sống tuôn tràn trong đời sống của họ, họ sẽ được sinh lại bởi Chúa Thánh Linh Chúa ạ. Và Chúa ơi, họ biết được họ mang gen của Chúa Jesus Christ, họ mang DNA của Chúa Jesus Christ Chúa ạ. Chúng con cảm tạ Chúa. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài Chúa ơi. Con cũng cầu nguyện Chúa ạ, biết ơn gia đình nhà em Nam Chúa ạ, mẹ của em, người những người trong gia đình của em Chúa ạ. Nhưng con cầu nguyện Chúa ơi, tình yêu của Ngài bao phủ trên đời sống của gia đình Chúa ạ, sự thương xót của Ngài, tin lành vương quốc của Ngài được đến trên người thân của gia đình em Nam Chúa ạ. Chúng con Ngài cho con nhìn thấy Chúa ạ, họ là những người yêu mến Ngài, khát khao Ngài, tin kính Ngài. Chúa ơi, con cầu nguyện để đập nát cái con người cũ và cái con người cũ Babylon khi mà đã mài mòn chai lì Chúa ạ, trong cái đường lối cũ kỹ, thì Chúa ơi, con cầu nguyện để họ bước lên cái sự trọn lành của Chúa, họ bước lên, họ tiến cao hơn, không có đứng ở một cái vị trí đó để đứng ở vị trí đó, nhưng mà phải vươn cao lên để tin lành của Chúa được loan truyền trong đời sống của mình. Chúng con tin rằng họ sẽ nhận được tin lành vương quốc của Ngài Chúa ạ. Con cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện cho tất cả những cái ý tưởng của Chúa ở trong đời sống của chúng con được đến trên những người thân của gia đình em Nam Chúa ạ. Con cảm tạ Ngài rất là nhiều. Chúa, con cầu nguyện cho tất cả những anh chị em của chúng con trong nhu cầu
Chúa ạ, chúng con đều có những cái nhu cầu là làm việc gì cũng trung tín siêng năng và làm việc gì cũng phải siêng năng Chúa ạ. Ngài đã giao phó cho chúng con những cái bài 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 tập, Ngài cho giao phó cho chúng con những cái điều gì thì chúng con phải trung tín để chúng con làm cho nó chọn cái điều đó Chúa ạ, làm cho nó thật tốt hoàn chỉnh Chúa ạ. Chúng con cảm tạ Chúa, chúng con cầu nguyện xin xin thần khôn ngoan của Ngài dẫn dắt cho chúng con để chúng con làm một cách hoàn hảo nhất. Và con cầu nguyện biết ơn Chúa rất là nhiều. Con cầu nguyện cho Chúa Hậu, Chúa ạ, sẽ là người Chúa ơi, khát khao Ngài, yêu mến Ngài, biết từ bỏ tất cả những cái công việc của đời này để mà bước đi trong đường lối từ Ngài, Chúa ạ. Con cảm ơn Chúa. Từ Ngài mới là điều quan trọng. Ngài đã đang kêu gọi Chú bước theo Ngài, Ngài đang kêu gọi Chú bước đi trên con đường của Ngài, Ngài đang kêu gọi Chú trưởng thành cùng với anh em của mình, Chúa ạ. Nhưng con cầu nguyện Chúa ơi, Chú Hậu sẽ nhận được cái điều đó, Chúa ạ. Cảm ơn Chúa. Chúng con yêu mến Ngài, Chúa ạ. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Amen. Amen. Cảm tạ Chúa. Cảm ơn Hiến. Amen. Đầy rẫy, nhưng mà đầy rẫy nữa là hiến hiến những từ này dành ra nhiều Đấy. quá. Nam mời Nam tạ Chúa. Chào các chú thì là nay mình đọc với chị về việc cái hình ảnh này, về các con thú, về các trưởng lão, về các con vật anh trời dưới đất đều ngợi khen danh của Chúa, thì Ngài đã chết được vinh hiển. Thì thế gian này họ thật là khó để họ hiểu là chết để được sống. Thì cảm Chúa chúng ta đã hiểu về con đường cũ, con đường mới, thì cái việc đó đối với chúng ta nó dễ hiểu hơn, nó dễ chúng ta không hiểu hơn về đâu cái vấn đề này, là biết tại sao phải chết rồi sao mới sống được. Là biết là con người cũ của mình nó chết đi, con người mới nó mới được thì mình mới sống được với lại con người mới. Còn nếu con người cũ còn thì vẫn còn gọi là cái sự thì đời sống mình vẫn ở trong cái sự mang của thứ cũ kỹ, và nếu mà mình không có trừ bỏ thì mình bị diệt theo cái sự giả ác đó. Làm Chúa thì khi thế gian này nó đã là tội lỗi nó vào trong thế gian này thì thứ nó đã định sẵn cho sự chết rồi để phải phục hồi lại. Nhưng mà tất nhiên phải là sự chết của chính Đức Chúa Trời. Thì nhờ vào đó mà các động vật được chuộc, và nhờ vào sự sống lại của Ngài và các động vật cũng được phục hồi lại. Còn dù cho gọi là các động vật có chết đi nữa thì họ cũng không có sống được. Thì ta thấy là rất là nhiều sau này họ bị chết đi đó, nhưng mà họ đâu có được sống nữa. Chết luôn, chết. Nhưng mà chỉ có những người mà ở trong Chúa thì họ chết thì họ sẽ được sống. Còn những người mà không ở trong Chúa thì đời sống họ sẽ không có được sự sống thật sự. Ở trong Chúa, cho nên giống là ở đây những người nhận lấy những hạt giống của Ngài để xong rồi sinh ra bông trái cho Ngài. Anh Chúa thì hình ảnh bốn con sinh vật thì mình biết rồi, đó là hình ảnh của Chúa Suýt, cũng hình ảnh của Hội Thánh, cũng là hình ảnh của các cơ đốc nhân của mình. Hình ảnh con sư tử, con sư tử nói về lãnh thổ mỗi chúng ta cần phải, giống như ta học về lãnh đạo, chúng ta có lãnh thổ, lãnh đạo cũng không có lãnh thổ được. Tại vì khi mình có lãnh thổ mình mới biết được là mình tranh chiến như thế nào, mình biết phải gìn giữ cái gì, phải biết đứng vào nơi đổ nát nào trong lãnh thổ của mình, biết được cái sự hư hại, sự ô uế và cái sự gian ác ở đâu,
trong lãnh thổ của mình để mình xử lý, để mình là người trách nhiệm, là sư tử, là mình không có cho gọi là có sinh vật là khác nó vào trong cái lãnh thổ của mình, sinh vật độc hại đó, những điều gian ác. Vì sư tử là con mà nó chú trọng vào cái lãnh thổ, nếu mà trong lãnh thổ nó có mùi của sinh vật khác đó, là của con gọi là những con thú khác đó, là nó sẽ tìm và hình như là nó sẽ phải nó sẽ đấu tranh với con giành lãnh thổ. Làm sủa thì làm sủa đó là hình ảnh của sư tử, là hình ảnh của chiên, thì mình biết con chiên là hình ảnh mà mình sẵn sàng mà gọi là chịu hy sinh á, chịu hy sinh cho công việc của sủa, chịu hy sinh cho công việc của nước trời. Amen. Mình hẳn con người thì Chúa nói về việc gọi là Chúa làm việc qua con người, mà Chúa làm việc qua xác thịt mà. Nếu mà không có xác thịt thì không có ai mà dâng đời sống mình lên cho Chúa, thì gọi là công việc Chúa sẽ chẳng xảy ra được. Nên gọi là phải có gọi là những người thật sự thuộc về Chúa, những người thật sự, người người đây là con người thật chứ không phải là con người mà tào lao, con người mà đi theo nhân linh, đi theo ma quỷ đâu. Nhưng mình cái này là nhân linh mà đi theo thần linh của Chúa, những người thật sự như vậy. Mình phải trở thành những con người là con người mới đó, mình phải tìm, mình phải gọi là hiểu rõ là Chúa cần cái thân xác vật lý để làm công việc của Chúa, để rồi mình biết được cái mong cái gọi là cái mong ước, cái điều mà Chúa muốn để sống mình đó. Để mình biết là mình đã là đầy tớ của Chúa rồi, nên mình phải giao đời sống mình cho Chúa để làm việc của Chúa. Rồi còn về con phượng hoàng thì biết rồi. Mình phải là người ở Mày trên cao chưa cao, không thể ở dưới thấp rồi. Mình phải là người đứng ở trên cao, nhìn thấy được bức tranh toàn cảnh. Phải là người mà ảnh hưởng từ trên cao xuống, chân thể gọi là mình đứng ở vị trí thấp mà mình đấu tranh được. Đã. Có thể phần vật lý là mình người ta sẽ thấy mình không có gọi là nhiều vũ khí trang bị tốt, nhưng mà cái đó là chỉ là thời thôi. Nhưng mà còn mình biết được là mình là con người sống cho những cái lễ thật đời đời mà, nên mình lễ thật đời đời nói cho mình biết mình là vua đồng trị với Chúa rồi, nên gọi là tất cả những vũ khí mà mình có là nó hơn rất là nhiều những vũ khí mà vật lý không có. Cuộc chiến trong tâm linh là cuộc chiến không phải bởi thịt và huyết, nhưng cuộc chiến bởi ta không đánh chặn với thịt và huyết, đánh chặn với vậy là không quay mất tiêu rồi. Anh Chúa thì rồi các trưởng lão thì chúng ta biết là sẽ có những người mà ở trong các chi phái đó, thì mỗi một thánh đều là thuộc một cái chi phái nào đó trong thân thể của Chúa, thì gồm có 24 chi phái, 12 chi phái Israel và 12 chi phái của dân thì Năm nữa bé quá, năm nữa sang microphone giờ này bé. có mình có 12 chi phái của Israel, 12 chi phái dân ngoại, thì trong các chi phái đó thì có những cái chi phái gọi là rất đặc biệt. Có chi phái làm vua đó, có chi phái là thầy tế lễ. Thì cảm xúc thì mình là chi phái mà cả làm vua và cả thành thầy tế lễ nữa. Còn hồi xưa thì mình nghĩ mình
sẽ là một trong các chi phái nào đó, nhưng mà bây giờ mình thấy mình có thể là thuộc thuộc nhiều chi phái, hoặc là cái đặc tính của mình, đạo thánh của mình nó gần như là giống như một sự nó DNA của Chúa này, cũng bản tính nào mình cũng có được đấy này, có thể mình là phần đặc biệt nào đó trong hai bóng trưởng lão này, phần nào đó đặc biệt, có thể là người người chúng nó còn chưa biết được trong thánh chưa chưa bày tỏ cái phần mà thì có thể mình là phần đặc biệt, mình là như một sẽ nói phần hoàn hảo sủng ái của Chúa, có thể là người ngồi bên hữu hay bên tả của Chúa chẳng hạn. Cảm Chúa thì về phần hai bóng chân lão thì tất nhiên trong thân thể của Chúa sẽ có một số họ thánh họ chiên về một số lĩnh vực nè, vì chúng ta biết là không thể gọi là bắt ép tất cả mọi người ai cũng gọi là ai cũng họ thật ra họ cũng muốn, nhưng chắc gọi là cái điều đó nó phải ai cũng làm, họ có thể được bày tỏ và họ được họ có thể làm được, nếu họ tin thì họ làm được, nhưng mà ấy là trong đó sẽ có những người họ họ chỉ có thể họ làm một số việc nào đó và họ thuộc vào trong các chi phái đó thôi, họ không phải là những người mà có thể làm được nhiều nhiều việc. Thì chúng ta biết về việc mà những người mà được Chúa chuộc đó, những người mà được trong ba lần người đó, thì họ sẽ là những người đồng trị với Chúa trong trong ngàn năm. Thì anh Chúa thì đồng chí với Chúa trong ngàn năm. Có thể những người đồng chí với Chúa trong ngàn năm sẽ là những người mà họ sẽ sau khi mà sự phán xét cuối cùng á, họ sẽ là những người chia các dân tộc, các gọi là chia 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 một người vào trong các chi phái, họ đồng chạy với Chúa mà này, ăn Chúa con, con cầu nguyện hôm nay mình cầu nguyện cho hôn nhân gia đình cơ nghiệp, cơ nghiệp. Dạ thì bình thường người ta chỉ nghĩ về cơ nghiệp, thật ra người đi theo Chúa đa số người ta chỉ nghĩ cơ nghiệp về sống đời đời thôi, họ không họ chỉ nghĩ dần tới vậy, họ chưa bao giờ nghĩ là họ sẽ cai trị cái này cái kia, tại vì họ dù họ có nghĩ tới họ cũng không biết là không được bày tỏ, mà nên họ nó mờ mịt đối với họ. Nên cùng lắm thì những người những cái hội thánh mà đi theo dòng chảy cũ á, thì họ chỉ biết về sống về về cơ nghiệp là sống đời đời thôi, mà đôi lúc giống như trong dòng chảy mới của hội thánh đại sứ quán nước trời thì giống như một sư Lút Lan á, là ông cũng chưa gọi là hướng tới cái ông hướng tới cái cơ nghiệp đời đời nữa, ông chỉ giống như mục sư nói là ông chỉ nghĩ về cái cơ nghiệp ở đời này, về cách mà mình chiến thắng được thế gian này, ngồi trên các đỉnh lĩnh vực đó, đem tin lành nước trời ra khắp mở rộng và thiết lập nguyên tắc của nước trời, thì cơ nghiệp của mình là các dân của nước ở dưới đất này. Thật ra thì cái đó cũng là cái nền tảng cho cái cơ nghiệp của ngàn năm rồi đó, nhưng mà cảm Chúa thì chúng ta được mục sư được Chúa ban ân điển đây rồi, mình nhìn ra được cái phần tiếp theo nữa, nên mình nhìn rõ hơn về cái cơ nghiệp của mình. Mẹ gặp lại chú. Cơ nghiệp, cảm Chúa thì mình còn còn nhiều nhiều được nhiều sự bày tỏ lắm, nhưng mà
mình phải hấp thu dần dần á, mình tại vì những cái gì mình đang học nó đi vượt quá thời đại nên nên nó phải đủ gọi là bản lĩnh để có thể tiếp nhận. Còn không mình nghe mà mình chưa sắp tiếp nhận thì cũng cũng nghe cũng giống như không. I'm sure còn còn nhiều cái này xưa đó trợ con trợ cả ngày rất nhiều vì ngài dạy dỗ hướng dẫn sửa trị và ban sự khôn ngoan thông sáng cho đời sống con sao chúng con được học biết về lẽ thật của Chúa, con sống trong cái sự dẫn dắt của ngài sao cảm ngài vì ngài đã kêu gọi con trở nên những nàng dâu của ngài sao trở nên nàng dâu hậu sủng ái của ngài sao kêu gọi con làm đội quân đặc nhiệm của ngài sao và kêu gọi con làm những cái người mà rao giảng về tiên lành nước trời sao những người mà rao giảng về những cái sự những giá trị đời đời sao ôn cảm ngài rất nhiều vì ngài đã cho con thấy được cái hình ảnh của Đấng Christ của con ngài tuyệt vời như thế nào sao ôn ngài là đức ngài là chính con sao ôn ngài đã chịu chết chơi để đầu được sống sao để đầu kéo tất cả những tạo vật của ngài những kẻ đang bị chết ở trong cái tội lỗi sao được đồng sống với ngài sao khi chúng con được ở trong ngài sao mặc lấy bản chất của ngài sao ôn và để thật giống của ngài được nảy mầm trên đời sống con sao ôn cảm ngài cầu xin ngài hãy huấn luyện chúng con sao hãy để cho chúng con ngày càng những cái tính cách của Chúa nó phải đầy đủ trên đời sống con sao chúng con phải trở thành như những sư tử sao những người mà biết được lãnh thổ của mình sao những người mà rất gọi là kịch liệt trong cái việc mà phân định rõ ràng cái lãnh thổ của mình sao cho những cái điều ác những điều xấu cho những điều ô uế những điều thánh khiết cha để cho chúng con tách hết tất cả điều đó ra chính trong đời sống của mình cha rồi sau đó trong cái nơi mà chúng con sống cha nơi mà trong vòng các anh chị em bà con và cũng như thánh của con cha để cho chúng con là những người mà có cái trạng thái giống như sư tử đó cha luôn gọi là nhạy cảm với những mùi lạ cha luôn nhạy cảm với những cái thứ gọi là mùi cái một vị nào đó mà nó không thuộc về nước trời sao không thuộc về con người mới sao công cảm ngài Chúa con một con cũng cầu nguyện để đâu cái con người phải hy sinh sao chúng con phải là những cái con chiên hy sinh sao hy sinh vì những công việc của Chúa cha hy sinh vì những anh chị em của mình cha hy sinh về những cái việc mà để xây dựng nên ô cái giá trị nước trời cha xây dựng nên những Amen, cái amen. Chúa. những cái công việc mục vụ vĩ đại của ngài cha trong việc mà thay đổi hội thánh toàn cầu cho trong việc mà đem học tin lành nước trời Chúa. khắp đất cha cái mà hy sinh cho việc mà đào tạo ra 603.550 con người làm nên lịch sử đó xà ôn cầu xin ngài hãy đặt để điều đó trong tấm lòng con cho để rồi chúng con phải mang nặng để đau xà để rồi chúng con Amen, đau đớn amen, cho Lạy chịu đau Chúa. đớn để đo đến lúc mình con sinh đẻ ra xà ô cũng cảm ngài rất nhiều Chúa con cũng cầu nguyện xin ngài cùng để rồi chúng con biết rằng xà ô chúng con là đệ tớ của ngài xà chúng con phải dâng cả tất cả mọi thứ đời sống con lên cho ngài xà con phải trở thành con người như Chúa muốn xà ô con người là giống Chúa quản trị xà giống Chúa và cái Amen. chạy mọi điều mà ngài đặt để cho chúng con xà ô và chúng con phải gọi là xây dựng một cái hệ thống công nghệ là người đã xài để đầu và phải chúng con phải tạo ra những con người sao vì Chúa cần những con người thật sự cho con ngài không thể không là công việc của ngài không thể được gọi là hoàn thành hay là thúc đẩy nhanh được sao khi mà thiếu những con người sao bởi vì ngài Amen. nói rồi cho ngài đang Lạy tìm Chúa. những con người sao ngài đang tìm cho ngài đang tìm những con người sao ô cầu xin ngài giúp đỡ con cho ngài đã nhắc nhở con ở trong lời của ngài sao ngài đang tìm người sao tìm người cầu thay tìm người đứng và nói sức mạnh sao tìm người mà Amen. là muốn gọi là khát khao trong việc mà công việc nước trời sao cho những giá trị đời đời sao tìm những con người mà tìm kiếm Cảm những thức ơn ăn Chúa.
đời đời cha ông cảm ngài rất nhiều. Chúa con xin ngài giúp đỡ con, rồi ông con đào tạo ra những con người như vậy cha, để rồi công việc Chúa được thực hiện sao rồi thần linh của Chúa có nơi mà đổ vào cha, để rồi những con người đó ngày càng được đông đúc và mở rộng nước của ngài ra khắp cha. Ông cảm ngài Chúa con, ô con cầu nguyện Amen. ô cảm ngài rất nhiều vì ngài thật sự đã để chúng con ở nơi cao cha. Ô chúng con ở vị trí hoàng hậu sủng ái của Chúa cha. Ô con chẳng còn gọi là hái được cái vị trí nào cao hơn vị trí đó nữa cha. Ôi để đầu ở trong vị trí Amen. đó chúng con nhìn được bức tranh toàn cảnh cha, nhìn được gọi là cái khung cảnh rộng lớn mà ngài đã đặt để cho ông con cha. Ông cảm ngài vì ngài cho ông con hái được cái sự vĩ đại của ngài như thế nào cha, cả cõi sáng tạo này chỉ ở trong cái lòng bàn tay của ngài thôi sơ. Mọi khỏi không gian thời gian tất cả sinh vật ra đều ở trong lòng bàn tay của ngài cha. Ôi sự vĩ đại và sự uy quyền của ngài thật tuyệt vời cha. Ông cầu xin ngài hãy giúp đỡ hướng dẫn con cha, để là chúng con có tầm nhìn như Chúa cha, để rồi chúng con biết rằng sao gọi là cái cuộc sống trên đất của con này cha, đó là một cái gọi là cuộc thi cha, một cái gọi là cái bài thử thách cho con sao, để nào chúng con rèn luyện đời sống mình cha, cho chuẩn bị cho những gì ở cõi ngàn năm và đời đời đó cha. Hồi chúng con phải biết rằng mọi thứ mà ở dưới đất này sẽ bị đốt hết cha, và chỉ có những cái còn lại như giá trị đời đời còn lại đời đời cha. Ô con cảm ngài Chúa con, con cầu xin ngài giúp đỡ đi rồi mẫu chúng con cha, chúng con phải mặc lấy hình ảnh của Đấng Christ cha, để rồi cả muôn vật cha họ đang gọi là mong ngóng con cái Đức Trời được tỏ ra sao, để rồi họ được ngợi khen Chúa ông con cha, ngợi khen chiên con của Đức Chúa Trời cha. Rồi để rồi chúng con là những người mà làm danh của Ngài được tỏ ra nhiều như thế nào khi mà chúng con được ra bông trái thật nhiều sao. Ô con cảm ngài Chúa con, xin ngài hãy cùng với tất cả chị em con sang cảm ngài vì ngài đặt để các nhu cầu trên đời sống của chúng con sao, nhờ các nhu cầu đó mà chúng con biết cầu nguyện cho nhau, sợ chúng con biết rằng gọi là xây dựng nên những cái sự những tính cách, sự quan tâm, sự chia sẻ, sự những cái tính cách về việc mà lời khuyên rằng và như những tính cách trong cái sự thương xót cho, để đầu chúng con không chỉ cầu nguyện cho nhu cầu của anh chị em con mà con còn nghĩ đến những nhu cầu của những con người giống như anh chị em con cha, để đầu trong điều đó chúng con biết được thôi, chúng con chỉ cầu nguyện cho một vài nhu cầu một vài người mà con cầu nguyện cho nhu cầu của những con người tập hợp giống nhu cầu đó cha, để đầu sau này chúng con có được những cái kinh nghiệm quý báu, những cái trải nghiệm, những cái thực tế, để đầu chúng con có thể chia sẻ và dạy dỗ những người khác qua những cái đăng đề nhu cầu mình đã trải qua cha, những cách thức ngài đã dạy dỗ và ngài đã giúp đỡ chúng con như thế nào cha. Ô con cảm ngài Chúa con cầu nguyện cho hôn nhân và gia đình cha, cảm ngài vì ngài cho ông con biết được họ hôn nhân cha, hôn nhân là điều tuyệt vời cha, và hôn nhân giữa ngài với hội thánh của ngài càng tuyệt vời hơn nữa cha. Ô và ngài muốn gọi là tất cả con cái của Chúa đều trở thành hoàng hậu sủng ái của ngài cha. Ô ngài muốn tất cả như vậy cha. Ô đây còn xin ngài giúp đỡ hướng dẫn con cha, rồi chúng con tiến tới điều đó cha. Ô càng nhiều người gọi là trở nên hoàng hậu sủng ái của ngài thì ngài càng vui nhiều như thế nào cha. Ô ngài hạnh phúc khi mà ngài thấy gọi là con cái của Chúa được trưởng thành cha, được ngày càng xinh đẹp chơi. Ô con cầu xin ngài giúp đỡ hướng dẫn để rồi mẫu một chúng con cho trong hôn nhân chúng con cũng trở nên giống Chúa, cho chúng con muốn vợ chồng gia đình con tất cả mọi người đều trở nên được trưởng thành cho, trở nên gọi là hiệp một với nhau cho, trở nên ngày càng thể hiện ra được cái hình ảnh của Đấng Christ cho đời sống của mình cha, để rồi từ đó mà chúng con hoàn thành được những sứ mạng mà ngài đặt để trên hôn nhân và gia đình cha. Ô con cảm ngài Chúa con, ô con cầu nguyện cho tất cả anh chị em con cha, để rồi trong hôn nhân cho các cô chú anh chị em con họ được trải nghiệm được tình yêu của ngài cha, và trải nghiệm được tình yêu trong gia đình của mình cha, để rồi qua cái tình yêu đó mà tất cả những cái gọi là cái sự ban ơn của Chúa nó được đổ đầy, nó được tràn đầy và ở trong cái gia đình cha, để rồi mỗi người dù các anh chị con cái các cô chú và vợ chồng anh chị em cô chú chúng con sẽ họ được trải nghiệm được tình yêu của Chúa cha, qua đời sống con sẽ trải nghiệm được ân điển và sự thương xót, và cũng như là cái lẽ thật sự sáng của ngài cha hộ chiếu qua đời sống con sẽ, để từ đó mà họ cũng nhận được ân điển của Chúa và được cứu hoàn toàn đời sống mình trong phần linh hồn cha, rằng thực sự thuộc chọn về Chúa cha. Cô cũng cảm ngài Chúa con cầu nguyện cho
và tất cả cái cơ nghiệp mà Ngài đã ban tặng cho ông con. Trời Ngài đã ban tặng con một cơ nghiệp thật lớn đồ sộ. Trời và chúng con là những người mà trị vì cùng với Ngài. Trời điều đó thật sự vượt quá tất cả những gì mà chúng con có thể hiểu được. Trời vì Ngài là đấng mà đã gọi là quản trị vũ trụ này. Trời mà chúng con được cùng với Chúa để đồng trị như vậy. Trời thì điều đó thật sự tuyệt vời. Trời cầu xin Ngài giúp đỡ hướng dẫn con. Con trung tín trong các việc nhỏ, cha chúng con phải biết được làm sao để con cai trị được chính đời sống hiện tại của con, cha cai trị được các gọi là cai trị được vùng đất mà ngài đặt để cho con, cha để con rèn luyện luyện tập đó, cha để sau này chúng con được ngài giao cho những thành những thiên hà vũ trụ ở để đầu thì chúng con cai trị, cha con cảm ngài Chúa con ôn xin dâng tất cả chị em con lên cho ngài, cha để ngài làm việc trên đời sống con, cho con hiểu biết về lời ngài nhiều hơn, cho những cái lời mà ngài đã đặt để trong lòng con đó nó thật sự trong sự thông hiểu hết, cha nó phải thông hiểu hết, chúng con phải thông hiểu hết tất cả những điều đó, cha làm chúng con gọi là trở thành gọi là những cái quân đặc nhiệm của ngài, cha những con người mà sử dụng vũ khí một cách thành thục, cha đi mà không bỏ được mình, cha cô cũng cảm ngài rất nhiều. Bây giờ tất cả chị em con cho ngài con cầu nguyện cho Đức Chúa Jesus. Amen. 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 Hallelujah, tạ ơn Chúa. Cảm ơn làm. Hết rồi đúng không anh? Mời Pastor Nguyễn Văn Cường. Cảm ơn Pastor Hoài Hương. Ơn Chúa. Nan đề nhu cầu hôn nhân, cơ nghiệp, tạ ơn Chúa. Ở trên thiên đàng cũng có nan đề, thấy chưa? Rồi răng lên trên đấy ông ấy thấy nan đề, mặc dù ông ở trên đấy hiện diện Chúa đầy dẫy như thế, nhưng mà ông ấy choáng luôn, mà ôi tôi xong rồi, không ai mở cuốn sách này rồi. Cuốn sách đấy tượng trưng cho nhiều cái tri thức đấy, tượng trưng cho khả năng tri thức ở đó để nó giải quyết vấn đề nào đấy, không biết làm cái gì cả. Ấn đấy, ấn đấy để mở ra những cái tri thức, mở ra quyền lực, mở ra cái khả năng nào đấy, quyền phép nào đấy của Chúa để giải quyết vấn đề nào đó. Nhưng tất cả các nan đề nhu cầu ấy, làm hết ở trong Chúa Giêsu rồi. Amen, làm trong chính con của Chúa Trời rồi. Nhưng Amen. mà đầy đủ hết tất cả mọi thứ. Nên vì thế đoạn kinh này cũng nhắc nhở tất cả mọi thứ trong Chúa Giêsu, nó khẳng định lần nữa, khẳng định rằng tất cả nhu cầu nằm trong Chúa Giêsu, mọi chìa khóa nằm trong Chúa Giêsu. Ngay cả sứ đồ Giăng được nhấc lên trên trời nhìn thấy những sự tuyệt vời như vậy, nhưng mà ông cũng phải va chạm vào cái vấn đề tưởng chừng như không lối thoát, và ông phải khóc rầm rìa, khóc khóc rầm rề mới kinh, thấy không? Nhìn tôi khóc rầm rề, khóc không có một tí đâu mà khóc khủng khiếp luôn, tức là khóc trong sự mà thất vọng đấy. Và quả xong rồi, thôi thôi xong rồi, không còn ai anh nữa rồi. Nhưng mà ở trong đây cũng thấy rằng cái nan đề nó lớn thế nào đó, có cái nhu cầu ở trong quyển sách đó lớn thế nào đó, có tri thức ở trong quyển sách đó, thông tin trong cuốn sách đấy nó quan trọng thế nào đó, mà sứ đồ Giăng ông ấy cảm nhận cái điều đó và ông ấy khóc rầm rề. Cái cuốn sách thứ bảy là cuốn sách cuối cùng đúng không Pastor Hoài Hương nhỉ? Dạ vâng. Cuốn sách đấy tượng trưng cho ở cái thư thông tin chi tiết mà Chúa đổ xuống thời đại cuối này, và thời đại cuối đấy Chúa đã mở cho chúng ta rồi đấy. Amen. Những cái điều kỳ diệu mà mắt chưa thấy, tai như nghe, mà lòng người chưa nghĩ đến, Chúa mở cho chúng ta rồi. Cái sách đấy được mở đó. À, Nam cũng chia sẻ đấy, toàn những thứ mà chúng ta đi trước thời đại mà. Nhiều người họ không hiểu được cái gì cả. Đi trước thời đại, đi trước rất nhiều lắm. Nhưng chúng ta là dòng chảy mới mà Đức Chúa Trời Ngài sử dụng để mà làm mới lại các chi thể của Đức Chúa Trời, để cho Hội Thánh Chúa được trưởng thành, được lớn mạnh. Ở trong đoạn kinh này chúng ta nhìn thấy cả chiên con luôn đấy, hình ảnh chiên con luôn đấy. Con chiên là con cừu này, rồi bốn tiếp tục bốn con sinh vật nữa, bốn sinh vật con nói về cũng lại con chiên lần ở trong đó bị giết này, sư tử này, rồi con người mặt người, rồi thì đó chim phượng hoàng đang bay này, rồi 24 trưởng lão, tất cả đây đều là con người hết. Hình ảnh của những cái bộ mặt đấy là hình ảnh Chúa Giêsu, mà thực ra là cũng hình ảnh của Thánh của Chúa, hình ảnh con người luôn. Tức là trong con sinh vật thứ nhất, nó không chỉ là con sinh vật, không phải là con sư tử đâu,
mà đó là tập hợp của những cái người đã chết vì Chúa ở trong cái thời đại đầu tiên mà hội thánh của Chúa như sư tử. Thế anh chị em, ở trong đó có cả sứ đồ Phi-e-rơ, có cả sứ đồ Phao-lô ở trong đó. Tập hợp thứ hai là tập hợp những sao ạ, chiên bị giết, con bò và con chiên bị giết, thì đó là tập hợp của tất cả người tử vì đức tin của Chúa Giêsu Christ ở cái thời đại thứ hai khi mà bị bắt bớ. Còn con sinh vật thứ ba là mặt người, cũng là tất cả những người mà tử vì Đức Chúa Giêsu Christ ở trong cái thời đại mà hội thánh của Chúa như mặt người. Thời thứ tư là thời đại của tất cả những người mà ở trong thời đại chính phủ đang bay, trong đó có chúng ta, trong cái con gì ạ, con sinh vật thứ tư này anh chị em này. Amen. Em hiểu thấy chưa? Thì còn Chúa Giêsu như chiên con luôn. Chúa Giêsu như chiên con, như là con chiên đó có 7 đầu 7 sừng. Từ đó 7 sừng 7 mắt là 7 vị thần của Chúa Trời. Đầu chúng một đầu thôi nhưng có 7 sừng. Và khi thông tin được mở ra, cuốn sách được mở ra rồi, thì tất cả mọi trưởng lão được sấp mình trước mặt trên con hết luôn. Sấp mình bốn con sinh vật đó tượng trưng cho tất cả những người tử với đức tin của Chúa đấy, hay tập hợp của những người mà được Chúa chọn trong 4 thời đại, 4 cái thời kỳ của hội thánh, 4 giai đoạn của hội thánh. Họ nhìn thấy rồi 24 trưởng lão, như đã nói trước lần trước mà Nam cũng nhắc lại rồi đấy, tượng trưng cho chi phái 12 chi phái dân ngoại và 12 chi phái của Israel thuộc thể đều quỳ xuống sấp mình trước mặt Đức Chúa Trời lúc mà trên con lúc đó. Và mỗi một người, mỗi một kẻ luôn, là các con vật cũng cầm luôn này, cả trưởng lão cũng cầm luôn này, 24 trưởng lão là 28 vị ở trong đây cầm cây đàn. Trong cái đó là bốn con sinh vật đấy, nó tập hợp của rất nhiều người trong đó, đúng không? Mỗi con sinh vật đấy là tập hợp của rất nhiều người trong đó, cầm một cái đàn và những bình vàng đầy hương, nó như lời cầu nguyện thánh đồ, bắt đầu chuẩn bị và đổ xuống những lời cầu nguyện của đức của thánh đồ đó. Thì những lời cầu nguyện trước đây các thánh đồ cứ cầu nguyện nhưng mà họ chưa nhận sự trả lời, bây giờ họ chuẩn bị nhận sự trả lời. Những cái người này họ cầm những bình vàng đầy hương, và sau đó thiên sứ của Chúa thì đổ xuống đó, nhớ anh chị em, để mà trả lời. Thì thiên sứ Chúa đổ xuống dưới đất ấy, bùm sầm phát ấy, đấy là trả lời những lời cầu nguyện cho các thánh đồ. Là thiên sứ của Chúa lúc làm công việc là những cái lời cầu nguyện được trả lời, tức là những thông tin được bày tỏ ra lúc đó. Nó trong cuốn sách này, nó trong giai đoạn của cuốn sách này, thì chúng ta thấy đó những cái người mà Chúa chuộc, Chúa mở cái ấn ra, Chúa chuộc những người đó, thì người đó Chúa làm cho người đó trở nên nước, thành tế lễ của Chúa Trời, trở nên vương quốc của Ngài đó, trở nên nước các quốc gia đấy anh chị em ạ. Mỗi người mà trở thành một quốc gia mà, thấy không, những người ấy trở thành nước, từ từ chúng từ mỗi một người trong chúng ta đấy, từ mỗi người, không những trong chúng ta mà trong những người mà Chúa đang làm này, trở thành một quốc gia tương tự như là từ một ông Gia-cốp thôi mà trở nên cái quốc gia Israel như bây giờ chúng ta nhìn thấy. Thì cũng vậy thôi, từ mỗi chúng ta đấy, mỗi một người đấy, Pastor Hoài Hương ạ, Yến Nam ạ, Tân Thủy yêu quý ạ, đây thấy là Chúa làm ra từ mỗi người chúng ta, làm ra nước nào đó, làm cái vương quốc nào đó, nhiều nhiều vương quốc, hoặc là một vương quốc, hoặc là nhiều nhiều cái vương quốc nào đó, rồi chúng ta dạy cái dân như vậy. Thế mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta không Amen. biết đâu lại nhìn thấy chúng ta là ôi một giang hồ cầm dao cầm búa cầm mã tấu đi sách ở các nhóm ở Mỹ đâu, hay là gì đó đâu, mà chúng ta nhìn thấy là chúng ta là cả dân cả nước đó, từ chúng ta đã sinh ra. Tất nhiên khi em Thủy cầm mã tấu cái ngựa của Chúa đi khắp nơi đấy để mà chém Babylon chẳng hạn đấy, thì đang gieo hạt giống trong đó để mà sinh ra thì các nước các dân sau này. Tất cả chúng ta đang làm cái gì đấy nó đều là để ra các nước các dân anh chị em ạ. Amen. Như là các nỗ lực của ông Isaiah ngày xưa đó, ông làm điều đó cũng để đẻ ra sinh sản ra
cho ông ấy những công hầu, những gì ạ, những gì gọi là gì, những tổ phụ đấy của 12 chi phái, những tổ phụ mà sau này những tổ phụ đấy lại trở thành dòng giống của 12 chi phái luôn, trở thành những quốc gia sau này, không những chỉ là nước Do Thái cơ, mà lại còn nhiều cái quốc gia khác được lập ra từ quốc gia Do Thái đó. Khi họ tan ra thì dẫn những quốc gia khác lại được thành lập ra. Chúng ta nhìn thấy mỗi chúng ta hay thậm chí những con người khác mà Chúa gọi họ trở thành những quốc gia, những nước, chứ không chỉ một nước đâu, mà mỗi một người có thể trở thành ít nhất một nước hoặc là nhiều nước. Những cơ hội của mình nó vĩ đại lớn thế nào. Thì cái vậy điều đấy nó liên hệ gì đến chuyện mà chúng ta nói về hôn nhân, gia đình, nhu cầu ở đây, cơ nghiệp ở đây. Ăn Chúa là Chúa cho chúng ta một sự bày tỏ mới, không phải mới so với các hội thánh khác, đúng là mới rồi. Và chúng ta nhắc nhiều lần rồi, cơ nghiệp chúng ta được Chúa Trời, bản thân chúng ta và các dân các nước. Là cơ nghiệp chúng ta rõ ràng như vậy. Cơ nghiệp chúng ta không những chỉ thế thôi đâu, cơ chúng ta lại còn có cả các thiên sứ nữa cơ, có cả những thiên sứ nào đó mà Chúa cho dưới quyền của chúng ta, như hoàng hậu chẳng hạn đấy, hoàng hậu thì dưới lệnh của ngài của Chúa đấy, cho hoàng hậu ấy, thì có một số cái thiên sứ đấy phải hộ vệ cho hoàng hậu, để phục vụ trong cung của hoàng hậu. Amen anh chị em ạ. Hoàng hậu đây có cái lệnh nào đó cùng với vua đấy để mà cai trị quốc gia, đến nỗi mà vua phải nói là chiên đôi Giang Sơn ấy, chiên nửa vương quốc cho hoàng hậu đó. Khi mà hoàng hậu mà sủng ái mà đẹp lòng vua là vua thì chiên đôi luôn. Họ Esther cũng đã từng làm, thậm chí ngay kể cả sao cả vua Herod cũng đã từng nói như vậy mà. Cái khái niệm mà chia đôi vương quốc ấy là nó có cả trong cả trên trời và cả dưới đất. Để nói về trách nhiệm, để nói về cái sự mà Đức Chúa Trời ngày cất nhắc hội thánh Chúa lên để mà cai trị, đồng cai trị bên Chúa tuyệt vời thế nào. Tức là chúng muốn chúng ta đồng cai trị ở trong cái vị thế là rất là sòng phẳng, rất là bình đẳng với Ngài. Mặc dù chúng ta thấp hơn Ngài đó, nhưng ở đây chúng ta nhìn thấy cái lòng tôn kính của Chúa chúng ta đó, cho chúng ta được đồng ngồi với Ngài, được cai trị cùng Ngài, để mình nhìn thấy là Đức Chúa Trời, cái văn hóa Đức Chúa Trời tuyệt vời thế nào. Đức Chúa Trời ngày khiêm nhường hạ mình tuyệt vời ra sao, mặc dù là chủ nhưng mà ngài bày tỏ ra cái tấm lòng hào hiệp của ngài, tấm lòng kỳ diệu thân thiện của ngài tuyệt vời thế nào với các tạo vật của ngài, chứ không phải là một cách riêng biệt như là chủ tớ trí tượng được. Thì hôn nhân gia đình anh chị em cũng nói rồi, nói về cái quan hệ của mình với Đức Chúa Trời, tại vì ở trên khi sống lại thì chúng ta biết là chúng ta không có gì ạ, lấy vợ lấy chồng mà, đúng không anh chị em yêu quý, mà chúng ta sẽ ở ở với nhau ở trên trời, thì có những cái nhóm người nào đó họ ở với nhau mà khi ở dưới đất họ có những cơ nghiệp chung nhau này, họ những tần số trong thần họ đi cùng với nhau này, họ yêu thương nhau này. Amen anh chị em. Có những tình yêu mà nó hơn cả tình yêu của tình yêu của con gái Chúa ấy, có những tình yêu mà rất là cao trọng, rất là thánh thiện, mà rất là tuyệt vời, nó da diết hơn cả tình yêu của cha mẹ con cái dưới đất này, nói chung hơn là tình yêu trong thế gian. Trong thế gian là chúng ta có những cái tình yêu của với cha mẹ này, tình yêu với vợ với chồng với con chẳng hạn này, nhưng mà có những cái tình yêu khác mà Đức Chúa Trời đặt để trong con cái Chúa ấy, nó trong thần đấy, nó cực kỳ liên kết chặt với nhau trong thần mà hơn hơn cả tình yêu dưới đất này mà nhiều người cũng có thể là trải nghiệm được, đúng không anh chị em? Thậm chí là trong xã hội thôi nhá, cũng có những cái tình cảm như vậy nhá, trong thế gian đấy cũng có tình cảm như vậy, ví dụ tình cảm giữa hai người bạn với nhau, nam với nữ với nhau chẳng hạn, hoặc là nam với nam hoặc nữ với nữ với nhau, tình bạn nào đó mà họ cảm thấy là thiêng liêng, họ cảm thấy máu mủ ruột rà hơn cả tình cảm của họ với cha mẹ cơ, hơn tình cảm với bạn bè cơ. Mà trong thực tế nó Chính có nhiều cái thật đúng không ạ? thức Trong Kinh Thánh cũng nói về cả tình cảm giữa ai,
giữa Jonathan và David đúng không? Nam Huyến, Nam Rồi. Huyến có thành Jonathan David ở đây không? Tình cảm như thôi, rồi không phải trở thành đạn Jonathan ở đây mà họ yêu nhau đến nỗi mà không ai yêu bằng mà dưới đất đấy. Đâu hai người bộ hai người ông hai người cùng giới mà tại sao họ yêu nhau thế này, yêu trong thần đấy chứ không phải về xác thịt. Thì những cái người mà yêu quý nhau thế Đức Chúa sẽ xếp hết họ họ trong một 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 khu hay là một một gì nhỉ, một thế nào với gọi gì nhỉ, một đội quân của Chúa, một tập hợp luôn đấy, cả một nhóm của họ đi cùng với nhau luôn, thành một khối đi, một khối nhất thể đấy, họ đi cùng với nhau như hoa hậu sủng ái của Chúa đấy. Tất cả những điều đấy mà chúng ta là mà tôi đang tin đấy, tôi đang hướng cái chuyện đó để đào tạo ra cùng với Chúa đấy, để mà đào tạo ra những người mà làm hoa hậu sủng ái của Chúa đó. Amen chị em nhé. Amen. Cái việc mà chúng ta công nghệ làm người là cái chuyện đấy là know-how của chúng ta anh chị em ạ, là copyright mà Chúa ban cho hội thánh của Ngài, Mercy of God anh chị em ạ. Chúng ta có từ công nghệ làm người cũng là cái từ riêng mà chúng ta có, và công nghệ làm người chúng ta có đầy đủ thực thực sự nó có, và lời Chúa cũng nói rằng là Chúa Giêsu theo ta làm cho người đánh đánh đến người để công nghệ làm người của Chúa đấy. Và tiếp nữa công nghệ làm người như thế nào thì Chúa nói là dựng con người theo hình tượng Chúa. Amen, để quản trị giống Chúa Giêsu mà. Và chúng ta đang làm điều đó, chúng ta đầu tiên cùng làm với Chúa là với bản thân mình này, sau đó cùng làm với Chúa với người khác này. Nên trong Kinh Thánh cũng nói mà hôm nay Pastor Hoài Hương cũng công bố đó, là chúng ta phải bày tỏ ra Đức Chúa Trời trong người khác một cách trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Cha. Amen. Bày tỏ Chúa Giêsu ra một cách trọn vẹn, đấy là công nghệ làm người đấy, để làm ra cho họ trở nên trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời, giống Chúa Giêsu đấy, làm cho giống Chúa Giêsu Amen. để chúng ta như vậy. Cái việc chúng ta ấy, là khi bản thân chúng ta cũng phải trở giống Chúa Giêsu và làm cho người khác cũng trở giống Chúa Giêsu. Và muốn giống Chúa Giêsu thì tất nhiên phải có khái niệm rất đúng về Chúa Giêsu là ai. Amen. Thì mới làm được. Cái mẫu hình đấy nó phải chuẩn. Chứ bên mẫu hình sai thì thôi, thì copy toàn sai bét nhè hết. Và ngày hôm nay chẳng hạn, chính cái khái niệm của các công nhân thời hiện nay này về Chúa Giêsu rất là thấp, rất là kém. Để Chúa Giêsu trên trời Ngài phải có thể là xấu hổ với họ đó. Kể về Đức Chúa Trời ấy, kể Đức Chúa Trời bé tí, Chúa Giêsu nhỏ tí, lại còn có lũ lại còn nói Chúa Giêsu không phải Đức Chúa Trời nữa chứ. Thí dụ thế chẳng hạn. Bày tỏ ra một cách rất là nhỏ nhặt. Và chính thế mà họ họ không thể làm ra những người, họ không thể vượt qua Chúa Giêsu được mà anh chị em ạ. Thì họ chỉ làm ra những con người tồi tệ thế thôi, nhỏ như họ nghĩ thôi. Tối đa họ hình dung Chúa Giêsu thế nào thì là cái cực kỳ tối đa tuyệt đối của họ là chỉ nhận được thế thôi. Nhưng khi chúng ta hiểu Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu như thế nào nữa, vĩ đại thế nào đấy, thì chúng ta có cơ hội là cơ nghiệp chúng ta là chúng ta đấy chị ạ. Cơ nghiệp cơ hội chúng ta là chúng ta mà. Đã xin lỗi, cơ nghiệp chúng ta là chúng ta mà chúng ta lại nhận được Đức Chúa Trời một vĩ đại như vậy thì đấy là cơ nghiệp của mình đó. Amen. Và chúng ta cũng lớn như vậy đấy, đấy là cơ nghiệp của mình đấy. Ai cũng có bản thân mình là cơ nghiệp. Tức là mỗi người đều có sở hữu cái cuộc sống của mình đây này. Thế nhưng mà chất lượng khác nhau, độ nặng khác nhau, khối lượng khác nhau, phụ thuộc vào cái việc mà chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời ra sao. Thì bản thân chúng ta là như thế, đã ơn Chúa, Đức Chúa Trời bày tỏ chúng ta một cách đầy rẫy tất cả mọi phương diện. Nên khi chúng ta có tương giao với Đức Chúa Trời, chúng ta tương giao với Chúa ở mọi phương diện, mọi phương diện mà tập huấn ở mọi phương diện. Nhiều người cứ nói là quan hệ riêng tư, quan hệ riêng tư. Ô thế ai cũng quan hệ riêng tư, nhưng liên quan hệ riêng tư ở phương diện nào? Phương diện cha con, thầy trò, bạn bè, anh em, chồng vợ, thì nó xác định ra cái chất lượng hệ quả và quan hệ ban cho nên cuộc đời trên đất này. Khi lấy vợ lấy chồng ấy, chỉ thực hiện một số chức năng nào đó thôi, và để cho cái con người mà trong cái hôn nhân nào đó họ thực hiện cái sứ mạng tiền định họ thôi. Có thể nếu mà hai người mà gặp nhau mà gặp được sứ mạng tiền định thì tuyệt vời, đấy là hôn nhân lý tưởng rồi.
có thể nói như vậy. Nhưng nếu hai người mà không gặp gặp nhau là vợ chồng ấy, nhưng mà chồng một đằng vợ một nẻo đấy chẳng hạn đấy, thì chưa lý tưởng, nhưng mà vẫn phải sao ạ, ở trong hôn nhân đó vẫn phải cái người nhận biết Chúa phải vâng phục theo trật tự mà Chúa đặt để ở trong hôn nhân đó, chồng làm đúng cái bổn phận của chồng và vợ làm đúng bổn phận của vợ. Amen. Chưa ạ? Như Chúa Giêsu yêu hội thánh nên đối phó mình vì hội thánh này. Còn nếu vợ thì phải vâng phục chồng này. Như đứng như hội thánh vâng phục đúng Christ chẳng hạn này, cũng phải làm như vậy. Đúng không em Thúy? Em Thúy, em Thúy còn đấy không? Dạ chưa. Mặc dù chồng của mình chưa được như vậy, nhưng mà cứ bày tỏ Đức Chúa Trời ra thôi, vẫn phải vâng phục mà. Tại vì là chúng ta hiểu ở dưới đất nó cái thao trường thôi, cho chúng ta tập luyện thôi, để mang cái tính chất, mà chúng ta có phẩm chất của Đức Chúa Trời, của Chúa Giêsu thôi. Có thể là ở cõi đời đời đấy, là không có thể không ở cùng với nhau thành một khối, nhưng mà cái người đấy vẫn có thể được cứu, cái người chồng người vợ của mình đấy được cứu, và họ vẫn trong vẫn là trong vương quốc thiên đàng, họ cũng được hưởng cơ nghiệp cứu rỗi, từ cơ nghiệp cứu rỗi thì được hưởng, nhưng mà cơ nghiệp lớn hơn nữa đấy thì lại 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 khác. Trong cái thánh có nói là người vợ người chồng ấy là cũng người hưởng cơ nghiệp cứu rỗi, đúng không anh chị em? Như mình đấy cũng được hưởng đấy, hưởng cái cuộc sống đời đời đấy, hưởng cái ân điển đấy, cái hưởng cuộc sống đời đời đấy, đúng không? Hưởng cuộc sống đời đời như mình. Nhưng mà ở mức độ có thể khác nhau, lý tưởng là họ cùng với nhau đấy, tuyệt vời nhất. Nếu hôn nhân thì đất đấy, họ thực hiện sứ mạng tiền định giúp nhau và đi cùng tần suất tần số như nhau, biên độ có thể khác nhau thôi nhưng mà tần số giống nhau, tức là gần gần như nhau ấy, thì họ có cơ hội ở cùng với nhau. Nên anh chị em cầu nguyện cho hôn nhân gia đình của mình ấy, để những cái người vợ người chồng nào của mình là đi cùng với tần số đó, cùng tần số đó, để họ cũng cùng với anh hoặc chị em ở trong vương quốc đời đời của Chúa cùng với mình luôn. Để các con cái của mình vậy, cha mẹ của mình vậy, nếu cùng tần số thì ở với nhau ấy, ở trong vương quốc đời đời. Amen anh chị em nhé. Alo, còn ít. Sơ tắt mic rồi. Tại chưa? Ô, tắt lúc nào đấy? Rốt rồi dạ. Mà tắt Giờ nghe lại được chứ. ở thế mình đang nói lúc nào mà bị tắt đấy ạ? Chúc mà. Cái chúc cho mày làm sao? Ô, tạ ơn Chúa, cha dấu yêu, tạ ơn Chúa với lời Ngài Chúa. Tạ ơn Chúa đoạn Kinh Thánh mà Ngài đã khai phóng qua Pastor Hoài Hương, Chúa ơi. Ô, ấn được mở cuốn sách cuối cùng đã mở ra rồi chưa ạ? Chính Chúa Giêsu đã mở và Ngài mở cả qua chúng con nữa chưa? Đã mở trên trời rồi và dưới đất này nữa, qua chúng con lại cũng mở được để khai phóng ra cho hội thánh của Chúa, khai phóng ra nhân loại chưa ạ? Tạ ơn Cha thật nhiều, cả đã mọi cái tri thức, mọi cái sự mầu nhiệm được thiên đàng qua cuốn sách thứ bảy này chưa ạ? Cuốn sách cuối cùng này, trong kỳ sáu rốt này được mở ra qua chúng con. Tạ ơn Chúa, cả đã Chúa Giêsu ở trong chúng con, trên con Đức Chúa ở trong chúng con đã mở cái dấu ấn đó ra rồi chưa ạ? Và chính Chúa nhận được điều đó. Chúng con những con vật đó chưa ạ? Chúng con như chi phủ đang bay, chúng con như là một hoặc vài trong số 24 trưởng lão đó chưa ạ? Được quỳ sấp dưới mặt Ngài, Chúa ơi. Để chuẩn bị bát hương vàng, để chuẩn bị lư hương vàng nó chưa, chuẩn bị để đổ xuống tiếp, chuẩn bị tất cả những lư hương vàng đó của lời cầu nguyện sứ đồ của các thánh đồ đó để mà đổ xuống cho họ, để các thiên sứ đổ xuống cho họ chưa ạ? Chúng ta đang chuẩn bị nhận tất cả các tri thức đó của Chúa để rèn tập cái tư chất trong bản thân mình chưa ạ? Và đổ đầy các
bát hương vàng đó cho cái lời cầu nguyện của các thánh đồ mà trước nhiều năm nay, nhiều thế hệ đây mà họ cầu nguyện nhưng họ chưa nhận được. Chúa ơi, Ồ, Chúa ôi ơi, được cha đã cho ban, con nhưng cảm Chúa ơn ơi, chúng Chúa con ơi, chính là người nhận được, chúng con nhận được ngay từ trên trời Chúa ạ. Chúa nhận được ngay trong Ngài, cho được trải nghiệm ngay trong Ngài Chúa ạ, vì Ngài đã mở cái sách đó bởi chúng con Chúa ạ. Chúng con trải nghiệm đầu tiên vì chúng con là con trưởng của Ngài Chúa ạ. Chúng con là hội thánh ô của con trưởng của Chúa trên tầng trời Shakada. Chúng con được sự đứng đầu tiên Chúa ạ, Shakada, vì chúng con là quyền trưởng nam. Và chúng con đã trả lời cho cái lời cầu nguyện của các hội thánh của Chúa bao năm nay. Họ cầu nguyện cho, họ cầu nguyện phấn hưng, họ cầu nguyện phục hưng, họ cầu nguyện về sự đến của Chúa Trời, họ cầu nguyện sự sống đời đời, họ cầu nguyện về vương quốc của Ngài cho, họ cầu nguyện rất rất nhiều điều mầu nhiệm khác cho. Ô nhưng họ vẫn chưa nhận được điều đó cho, nhưng chúng con nhờ ơn phước của Ngài, nhờ ân điển Ngài, nhờ thương xót Ngài, nhờ sự chọn lựa quý báu của Ngài cho chúng con, và chúng con được biết cái sự mầu nhiệm đó của nước thiên đàng cho ạ. Ô phần của họ thì không được nhận, thế nhưng mà phần chúng con được nhận cho ạ, vì cho được nhận các như không, chúng con cũng ban cho cách như không cho ạ. Ô cho tất cả những ai khát khao nóng cháy, những ai trả giá cho ạ, Sakada Badevi, chúng con vẫn nỗ lực bày tỏ ra Ngài ra một cách vinh hiển nhất Chúa ơi. Ô để Ngài sung sướng, để Ngài hài lòng đẹp lòng, vì cớ chúng con bày tỏ ra một cách xứng đáng, bày tỏ Ngài ra cách xứng đáng, bày tỏ cái chương trình của Ngài ra một cách xứng đáng cho ạ. Ô khi chúng con như thuyết trình thuyết minh trước mặt tất cả có sáng tạo chưa, trước mặt tất cả tạo vật này, cho thuyết minh về Ngài, cho thuyết trình về Ngài, thuyết trình về có sáng tạo của Ngài, thuyết trình về các công việc của Ngài chưa, thuyết trình về từng cái tạo vật đó cho. Ô khiến cho Ngài vui mừng, ô đã ra Caroline, vì như là vợ của Ngài đã hiểu được ý Ngài chưa, và giải bày ra cho các tạo vật ở trong có sáng tạo này chưa, cái bản chất của chính họ, bản chất của các thiên sứ, bản chất của từng con người, bản chất của thời gian, của không gian, bản chất của định luật, bản chất của mối quan hệ, bản chất tất thảy các tạo vật cho, để các tạo vật thấy được, biết về Ngài, các tạo vật được hiểu về chính cả bản thân mình nữa chưa, các tạo vật cũng được mở mắt ra, mở chính mở lòng ra để hiểu được các tạo vật khác ở xung quanh mình nữa, và các mối quan hệ nó như thế nào để cho đúng mực. Chúng ta tạ ơn cha thật nhiều vì Ngài chọn chúng con làm việc đó chưa. Ô chúng con là hoàng hậu sủng ái của Ngài, đấy là cơ nghiệp chúng con Chúa ơi. Ô chúng con là hoàng hậu sủng ái của Ngài, đấy là cơ nghiệp của chúng con. Sakada Badabudu. Ôi vì nó hoàng hậu sủng ái của Ngài, tức là chúng con đã có Ngài, có Ngài mức cao thượng nhất, có Ngài ở mức thượng thừa nhất, có Ngài ở mức tối đa nhất trên tất cả mọi phương diện Chúa ạ. Ô ra sa ka da ba bi lo so ko da ba bi lo se ke cha da, chúng con DNA của Ngài Chúa ạ. Ô là chúng con đây cơ nghiệp đó của Ngài đó Chúa ạ. Sa ka da ba bi lo se ka, và nguyện tất thảy mọi điều mà chúng con trải nghiệm với Chúa đó nó cũng được đổ xuống trên đất này Chúa ạ. Để trên trời thế sao thì đất như vậy, đổ trên quan hệ chúng Ơn con, đổ Chúa. trên tất thảy các mối quan hệ hôn nhân gia đình của chúng con Chúa ạ. Của Pastor Hoài Hương với anh Hậu, của anh Trung Chị Chi, của em Thủy với anh Phương, Shakada, của tất cả chúng con trong tương lai nữa Chúa ạ. Được của Nam, của Hiến, của con trong tương lai nữa Chúa ạ. Sai và của tất tẩy những anh chị em yêu quý mà Ngài dẫn đến đây, Ngài đã chuẩn bị họ trong đạo binh đặc nhiệm ngày sau rốt này, chuẩn bị cho hội thánh trời thương và đưa cái dòng chảy này cho, thì họ đều nhận được điều đó trong danh Chúa Jesus Christ, và cho đầy dẫy cho trải nghiệm đầu tiên cho là và tất thảy những cái tinh hoa quý báu nhất mà Ngài đổ xuống trên hoàng hậu sủng ái của Ngài Mercy of God đây chưa. Ôi chúng con lắc đầy cái bát hương bằng vàng đó chưa, để trao thiên sứ để họ đổ xuống trên tất thảy các hội thánh, các chi thể khác chưa, để các chi thể khác cũng nhận được, để các thiên sứ của các hội thánh cũng nhận được cái sứ điệp đó. Ô để mà họ đưa xuống tất cả các hội thánh, các chi phái của Ngài trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah, tạ ơn Chúa Thánh Linh. Ô bảy vị thần trên trời, ô Chúa đã được ban cho chúng con rồi chưa, Ngài được sai đi khắp thế gian chưa. Ô ra sa ka da bri bi nguyện Chúa đoán xem đến tất cả chi thể đang yếu đuối chưa, tất cả chi thể mà đang bị què quặt, đang đuôi mù, đang lõa lồ, đang tê liệt Chúa ơi. Ô ra sa ka da bri bi chúng con cầu nguyện và lắp đầy tất thảy các lư hương vàng đó cho họ cho là ora za kadabara bibrisi shay kadabara bibrisi tất thảy những chi thể yếu đuối đó chúng con lắp đầy lư hương đó ora sa, và trao thiên sứ của các chi thể đó để mà đổ xuống trên các chi thể đó, để chi thể đó được mở mắt, mở trí, mở lòng ra chưa, để lửa mà đã quăng xuống rồi cũng được bùng cháy trên các chi thể đó, các chi thể được sống lại, các chi thể được tái sinh hoàn toàn trong tin lành vương quốc của Ngài Cha ơi.
trong danh Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ ơn Chúa. Chúa ơi, ô trong Chúa Jesus Christ, ô ra ra trong tất cả mọi sự đều được giải quyết cả Chúa ạ. Mọi năn nỉ, mọi nhu cầu của chúng con, ô ở trên trời, ở dưới đất Chúa ạ, ở trong quá đời đời, ở Chúa ngàn năm cũng như là ở ngay cái đất này Chúa ạ. Ở tương lai gần tương lai xa Chúa ơi, ô đều được Ngài giải giải đáp hết Chúa ạ. Ô chính Ngài là câu trả lời tất cả chúng con. Ôi tất cả những lúc mà chúng con tưởng chừng thất vọng nhất đến nó khóc rầm rề Chúa ạ, thì đó lúc đó Ngài bày tỏ tha Chúa ạ, trong danh Chúa Jesus Christ. Ô có rất nhiều ô nan đề nhu cầu mà chúng con tưởng chừng nghĩa là không thể làm gì được, không thể thay đổi nổi được nó Chúa ạ, nhưng Ngài thay đổi được Chúa ạ, vì Ngài Đức Chúa Trời vượt qua thời gian không gian, vượt qua tất cả một định luật của thiên nhiên này, định luật của ô thế gian này Chúa ạ, vì định luật của Ngài luôn luôn là công bằng, luôn luôn là trọn vẹn Chúa ạ. Shakada như luôn, nếu người này đã làm được thì chúng con làm được Chúa ạ. Ngài đã bày tỏ chúng con những người khác cũng có thể làm được Chúa ạ, dù kể cả những người trong thế gian họ cũng làm được, thì chỉ là chúng con Chúa ạ, vì có chúng con có Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều. Tất cả cái nhu cầu chúng con đó Chúa ơi, được đáp ứng hoàn toàn, có đầy đủ, có dư thừa Chúa ạ. Vì người ngoại họ cũng có thể làm được, người ngoại cũng có thể xử lý cái nhu cầu đó. Ô ra thì huống chi chúng con, nếu Ngài đã không tiếc con một của Ngài mà vì cớ chúng con hết thảy mà phó con đó cho, thì lẽ nào Ngài lại tiếc những sự trả lời cái nhu cầu quần dùng của Hoàng hậu sủng ái Ngài chăng? Trong danh Chúa Jesus Christ, thần tạ ơn Chúa, tình yêu Ngài đủ đầy chúng con và không gì có thể ngăn cách được Chúa ạ. Tạ ơn Cha dấu yêu, tất thảy mọi phương diện bày tỏ chúng con tình yêu của Cha, tình yêu của vợ của chồng, tình yêu của bạn bè, tình yêu của thầy trò Chúa ạ, tình yêu của anh với em Chúa ạ, tất cả mọi phương diện của Đức Chúa Trời, mọi khía cạnh của Ngài kỹ nhất Chúa ạ, mọi khía cạnh thiêng liêng nhất Chúa ạ, Ngài đổ hết cho chúng con để chúng con trải nghiệm được tất thảy độ dài, độ cao, bề dài, bề rộng, bề cao, bề sâu của tình yêu Ngài như thế nào Chúa ạ. Để và biết được tình yêu của Ngài này trội hơn tất thảy mọi sự thông biết, để tất thảy anh chị em chúng con mơ xem này đầy rẫy mọi sự dư dật của Ngài. Cảm tạ ơn Chúa, bày quyền lực cảm động cho chúng con, Ngài làm trội hơn tất thảy những điều gì chúng con cầu xin và suy tưởng Chúa. Chúa dấu yêu ơi, hãy được vinh hiển trong chúng con, qua chúng con, qua hội thánh của Ngài ở đời đời vô cùng. Tạ ơn Chúa, Chúa yêu Cha, Chúa cầu nguyện trong danh Chúa Cha chúng con và Chúa Thánh Thần. Amen. 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 Cảm tạ Chúa. Amen. Cảm ơn anh chị em yêu Cảm quý. ơn.